xem chấm bài lên giùm em, chia sẻ lên giùm em nha mấy nàng. Chấm bài chia sẻ lên giùm em nha, bữa nay đồ rẻ lắm. Bữa nay đồ rẻ lắm mấy nàng ơi. Đó. Làm gì đây? Đồ rẻ cực kỳ luôn. Không hờ trang điểm luôn. Cái app nè mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ nghĩ sao vậy? Cái app á. Con không hờ trang điểm nha. Đây thấy không, cái app nè. Đó. Toàn là app không mẹ. Chấm bài chia sẻ lên giùm em cho mấy nàng. Chấm bài chia sẻ lên giùm em nha, bữa nay đồ rẻ lắm mấy chị yên tâm. Mấy cái đồ này em chưa có soạn ra cho nên đỡ. Đỡ em kiếm. À cái này là cái set đi. Set. Cổ mày không có đâu, tao mặc tao không có mặc cái nào vừa đâu á. Không phải áp á mấy bẹo thiệt. Tôi thiệt tiếp tục đậu cái áp quá. À. Bà Trang ơi, tôi không thấy cái xích đỏ đâu ra bà Trang ơi. Xích đỏ bà ghi cái chỗ nào vậy? Thử. À xếp thun bộ đỏ đây. Thiệt cái chứ. Không thấy tôi thiệt bữa nay. Mắt tôi là hơi. Hơi hơi rồi. Đây xếp thun bộ đỏ giùm em. Cái xếp này vải rất đẹp nha. Xếp này vải đẹp lắm. Áo là áo crop top. Vải là vải bô rip nè. Vải bô rip giùm em. Vải bô rip nha. Đây. Xếp tay dài. Với lại quần là quần ống suông giùm em nè. Quần đỏ ống suông giùm em, có cái dây cột nè. Dây cột cái nơ lại. Set này ai lám đợi cho 70 ngàn, bao mới luôn. Đây. Trời ơi, set hơi bị đẹp luôn á. Cái set này tầm khoảng 50 á. 53, 54 ký thôi nha. 53, 54 ký quay đầu giùm em cái. Đây, ai lát set đỏ hay là set đỏ giùm em. Vải đẹp nhưng mà mới lắm mấy chị yên tâm. Đẹp mới lắm nha. 52, 53 ký thôi. 52, 53 ký giùm em. Trời ơi, set này hơi bị đẹp luôn á. Đây. Trời ơi, em nói. Tay dài, crop top, phải rất đẹp nha. Bè nào mà lấy gì đi. Phải không đẹp trẻ em. À, lấy set đỏ còn là set đỏ nè. Set đỏ 70. Set đỏ 70 giùm em. Set đỏ 70 nha. Trời ơi, mấy cái quần jean dài nè. Thiệt, quần bữa nay là nhiều lắm. Quần bữa nay nhiều lắm mấy nàng ơi, quần ngố cũng có, quần đùi cũng có, mà quần dài cũng có luôn. Đây, cái này tầm size. Cái này tầm size S thôi nha. Cái quần này tầm size S, eo dưới 70 giùm em. Eo dưới 70 giùm em mới vừa. Trời ơi, cái quần của nó nè. Cái này dạng quần banh ghi suông nha mấy chị, quần banh ghi suông giùm em. Quần này ai lấy em đỡ cho 70 luôn. Nếu quần mới lắm, đa số bà chị này mặc toàn đồ xốp không à, mà mặc một hai lần là không có mặc nữa, cho nên nó mới tinh luôn à. Người biết giữ đồ mấy chị. Đây ai lấy quần gọi là quần giùm em nha, quần riêng giùm em nè. Cái này là ban ghi nha, ban ghi giùm em nè. Ban ghi eo dưới 70 tầm size S à, dưới 51 ký giùm em. Quần 70 nè, quần 70 giùm em nè. Trời áo này xinh vậy. Áo này ai lám đổi cho 35 ngàn nè. Áo cổ vuông nha. Áo cổ vuông giùm em, hơi bị đẹp. Đây. Cái form của nó là form bình thường nha. Nó không quá ngắn đâu. Ở dưới rúng. Áo này mặc là dưới rúng giùm em á. Mặc dưới rúng nha, nó không quá ngắn đâu mấy chị yên tâm. À lấy áo của là áo cam giùm em nè, bao mới. Áo cam nha mấy chị. Cái này 55 ký nè. 55 ký bao đều ao dù giùm em luôn. À lấy áo cam coi là chút em, áo cam này 35. Áo cam 35 giùm em.
cam 35 nha. Cái này cái váy ngủ đúng không vậy? Đây một cái váy ngủ đen nè. Trời, cái hàng này là hàng xịn sò luôn dùm em á. Hàng xịn sò luôn dùm em. Áo này, áo cho bà Tú Linh nè. Áo cho bà Tú Linh. Cố gắng chọn đủ đơn nha mấy gái ơi. Cố gắng chọn đủ đơn dùm em nha. Áo cam cho Tú Linh. Ok nè. Hết áo, hết áo. Còn cái này là cái váy ngủ. Cái váy ngủ đây size, size S thôi nha. Váy ngủ size S dùm em nè. Trời ơi, cái váy này xịn sò lắm luôn á. Cái váy này xịn sò lắm luôn á nha. Mua tới 200 mấy lận. Đây, ai lấy váy ngủ gọi là váy ngủ dùm em nè. Đây, váy ngủ dùm em. Em đỡ cho 50 ngàn. Ở dưới có ren nữa nè. Váy ngủ dùm em nha. Ngoài sau, ngoài sau của nó có một nút gài nữa. Có đầm tiệc luôn gái. Có đầm tiệc luôn nha. Nhưng mà hình như cái bao này, cái bao này chị đang lên là không có hay sao á. Đây, ai lấy váy ngủ là váy ngủ dùm em 50. Mấy cái váy này mấy chị mua mới á, không dưới 200 đâu em thiệt. Không dưới 200 đâu. Cho nên mấy chị yên tâm. Quần đùi rin dùm em. Ừ, sao nó không hiện biết, không ai hiện hết trơn á. Quần size 26 dùm em size S nha. Quần size 26 là size S dùm em nè. Ai lấy quần gọi là quần dùm em nè. Quần đáy cực kỳ cao, gọi là đáy siêu cao dùm em 30. Đáy siêu cao 30 phối với mấy cái áo thun như thế này nè mấy chị. Cực kỳ xinh luôn. Ai lấy quần gọi là chúc em quần nha. Thấy định em chị trả lời rồi á gái. Chị thấy em mà. Đây set bi giùm em nè. Ấy lộn, cái dâm chó. Cái này là cái dâm nha. Dâm vàng nè. Cái dâm vàng này size M giùm em. Đây, dâm vàng nha em, đứng cho mấy chị coi nè. Cái dâm này hơi bị đẹp luôn. Dâm vàng giùm em cho mấy nàng dâm vàng. Cái này mấy chị cột trước cột sau gì đều được hết trơn á. Cái này ống suông. Dâm vàng ống suông giùm em nè. À, lấy dung con là dung dùm em size S với size M mặc dừa. Size S với size M mặc dừa nha. À, lấy dung con là dung dùm em. Dung em đỡ 60. Dung em đỡ 60 ngàn nha. Quá rẻ luôn thiệt. Cái chất nó đẹp lắm. Cái chất nó cực kỳ đẹp luôn. Đây, à, lấy dung con là dung dùm em nha. Dung, dung 60 dùm em. Chắc bữa nay không có quá quý ơ. Chắc bữa nay không có quá à. Đây áo 10 nè. Áo ba lỗ 10 dùm em. Ba lỗ 10 nha. Cái này dạng crop top á, 10 ngàn. Ai lấy áo gọi là áo dùm em nè. Ai lấy áo crop top gọi là áo crop top đỏ dùm em. Áo đỏ cũng được. Áo đỏ 10. Áo nu 10 nè. Đỏ 10, nu 10 dùm em. Trời ơi cái nu nè. Dễ thương không? Đấy. Mấy cái này mày mặc dưới cái mấy cái quần jean đó mấy chị. Trời cưng lắm luôn á. Cái này cũng crop top nha. Cái bao này tầm khoảng 52kg quay đầu hết dùm em. 52kg nha. Hơi bị xinh luôn. Dùm cho Thu Thảo nè. Thu Thảo khách cũ phải không em? Thu Thảo khách cũ phải không? Đúng ok dùm chị nè. Inbox liền dùm chị nha. Nếu mà khách cũ inbox liền dùm chị. Còn khách mới là cho chị địa chỉ số điện thoại. Dùm. Ok gái nè. Okay. Trời ơi mấy cái set ngủ nè. Ấy lộn, mấy cái quần, mấy cái quần đùi ngủ nè. Đẹp quá. Đây trời ơi xinh quá nè. Đây quần đùi ngủ nha. Quần đùi ngủ giùm em. Trời ơi xinh quá à, 25 ngàn cái. Đùi ngủ, cái này là đùi ngủ tim nha. Hồng tim giùm em. Hồng tim nè, trời ơi em nói cái này bao nhiêu ký cũng vừa luôn mấy nàng. Mặt ngủ là bao phơ luôn. Mặt ngủ là bao phơ luôn dùm em. 25 ngàn một cái. Trời ơi mấy cái quần này mấy chị re shop mua cũng 100 cái vậy á. Đây màu, màu bi dùm em. Cái này là bi nha.
Đây là bi hồng nhạt. Bi hồng động giùm em. Bi hồng động nè. Trời ơi, tim cho bà Thùy Dương nè. Thùy Dương tim. Đây, tim hết nha, tim hết. Giờ còn hồng động với hồng nhạt thâu nha. Đâu mắc hồ đây. Giờ còn hồng động với hồng nhạt thâu mà cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Cái nào cũng dễ thương hết mấy chị ơi. Nói chung là bao mới thiệt, mấy cái quần em kiếm kỹ lắm mấy chị yên tâm. Giờ còn hai tim nha. Giờ còn hai tim nè. Đây tim đậm nè. Đây tim đậm giùm em. Tim đậm nha mấy bè, tim đậm giùm em nè, hơi bị đẹp luôn á. Cười gái nè. Tim đậm giùm em nha, bao nhiêu ký cũng vừa, từ 40 ký cho tới 60 ký giùm em, từ 40 ký đến 60 ký bao vừa. Tim đậm nha. Tim nhạt nè. Trời ơi, mới lắm luôn á. Tim đậm tim nhạt giùm em 25.000 cái mấy mẹ. Hốt đi vừa ngủ bao xuống. 25.000 một cái giùm em. Đây cái set nè. Set này là set thổ cẩm giùm em nha. Set thổ cẩm giùm em. À là set là set giùm em nè. Trời ơi, dễ thương quá luôn á. Cái mặt vô lành là nó xắn cái ngực nha. Xắn cái ngực giùm em, chỉ lên từng bao cái gái. Giờ giờ cái bao này không có quần ngố đâu. Đây quần nè. Quần là quần ống suông nha mấy nàng. Quần ống suông giùm em. Set thổ cẩm em đổi cho 60 ngàn. Set thổ cẩm 60 ngàn. Trời ơi, nó có xỉ nữa nè. Nó có xỉ giùm em nói mặc mấy cái này mà chụp hình nữa nha. Xè cái chân ra cho nó xỉ xỉ xíu. Dưới là bao dài chân luôn. Bao dài chân luôn. Cái này tầm khoảng 54kg nè. 54kg luôn, ngoài sau có bao chung. Ngoài sau có bao chung nha. Đây ai lấy xét thổ cẩm của nè. Xét thổ cẩm giùm em 60. Xét thổ cẩm 60 nè. Trời ơi. Xét cái set này là gọi là set gì vậy bè? Thiệt. À đây. Chị không thấy luôn á. Trời ơi, chị kiếm một đổ luôn mà không có thấy cái comment của em luôn á gái đẹp ơi. Chị thấy comment em là em đang chờ cái tiệc không à. Không có cái comment nào nữa hết trơn á. Thổ cẩm này, thổ cẩm cho Thu Thảo luôn nè. Em nói thiệt, cái bao này mấy chị nên hốt đi. Tại đồ rất đẹp, bà này mua toàn bộ trong shop không. Không có cái nào mua ngoài chợ đâu. Cho nên mấy chị yên tâm. Hello Thụy Thụy. Đây cái set này em đổi cho 60 nè. Set này em đổi cho 60 nha. Trời ơi, 60 là em bớt rồi á. 60 là em bớt cho mấy nàng rồi nha. Đừng có trẻ vé nữa thiệt. Đây, áo ba lỗ giùm em. Áo ba lỗ với lại cái quần suông Mickey nè. Thiệt luôn á. Đây, quần suông Mickey giùm em. Quần suông Mickey nha. 53-54kg quay đầu giùm em. Suông Mickey nè. À, lá xét là xét giùm em. Trời ơi, em nói. Ê, chị thấy em rầu này định. Chị thấy em rầu nè. Đây, à, lá xét là xét giùm. Trời ơi, chờ em xíu nha. Chờ em xíu nha. Hồi nãy chị không thấy comment của em luôn á định em. Giờ chị mới thấy là em kêu chị Trinh là rầu á. Không thấy comment của em luôn. Đây xét cho bà Diệu nè. Không thấy. Mấy chị chấm bài. Mấy chị chấm mà có mặt cừu đồ vậy á. Nó thư nó có hiện lên không mấy chị. Trời cái này là cá gái ơi, tôi like một lần rồi, đợi tôi like lại cho nha. Diệu này 60 nè. Ok. Chấm cái mặt cừ đồ vậy đi mấy chị. Thôi nó có lên không? Trời cái váy đây nè. Thiệt là cái váy này rất đẹp luôn á. Em thấy chị gì chị chị Hạnh, em thấy chị Hạnh nha. Đây xét giùm em từ từ. Chờ em chút nha, đứa nào cho xin vô đây.
Đây, trời ơi, cái váy này nè. Cái váy này mà ai tầm khoảng 52 cưới quay đầu nha, là bao đẹp luôn. Là bao đẹp giùm em luôn. Nó ẩn à. Đây, trời ơi, cái váy nè. Xinh quá trời quá đất luôn á, xem thiệt. Dưới 52 cưới giùm em. Trời ơi, cái này mà đi tiệc đi tùng rồi là ngon lành luôn á. Đây, tay phòng giùm em nè. Tầm khoảng 51 cưới quay đầu giùm em. 51 cưới nha. Hoa nhí hồng. Ai lấy hồng gọi là hồng hoa nhí nè. Trời, cái phom dài qua gối giùm em luôn. Cái phom dài qua gối mà nó lót tới 2-3 lớp trong này nè. Đấy, cái phom ngực nè. Xinh chưa? Tay là tay phòng luôn giùm em nha. Tay phòng có kho kéo rất xinh luôn. Ai lấy váy hoa nhí gọi là váy hoa nhí giùm em. Đây, mới tinh luôn. Nó có lót bên trong nha. Nó có xẻ nhẹ bên dưới nè. Nó có xẻ nhẹ bên dưới giùm em. Ai lấy hoa nhí gọi là hoa nhí giùm em. Em đỡ cho mấy chị bao nhiêu đây? Trời ơi, bè này bè biết. Hoa nhí. Bên em có khót nữa nha mấy chị. Bên em có khót nữa. Ô, hoa nhí đỡ là cái nào vậy bà Trang? Bà Trang còn trong này không? Đẹp. Cái hoa nhí này mặc đẹp luôn á. Tại vì cái này nó nhỏ lắm. Cái eo nó nhỏ á. Nhỏ xíu vô à. Em mặc là được á. Bà Trang bà còn trong này không bà Trang ơi? Cái này bà ghi hoa nhí đỏ đúng không? Trời ô trời. Bà phải bà ghi hoa nhí đỏ không vậy? À hoa nhí hồng đây trời ơi. Mấy tôi lý bà nào 70 nha, 70 ngàn quá rẻ luôn thiệt. Trời ơi, em mà không thấy em tính em hô lên là 90 quá, tại vì cái nó cái đẹp lắm. Đây trời ơi, cái này nguyên set trời ơi. Chết liền. Đây. Set nè. Xinh quá trời xinh luôn. Set nè nha, set xanh giùm em. Trời ơi, cái này ôm vô nó hơi xòe bên dưới nè. Rất xinh luôn. Ok. Em bóp lại còn không. Nếu mà em không bóp lại á, em đỡ mặt không cũng đẹp luôn á. Không cần bóp đâu. Không cần bóp đâu được gái. Mấy cái này á, mặt thua thua xíu mới đẹp. Ok nè. Trời ơi, cái này. Cái set này xinh quá trời quá đất rồi mấy bè ơi. Trời ơi, hàng xịn nha. Đáng lý mấy cái set này là nếu mà hàng chợ là không có khó kéo rồi mấy nàng thiệt. Đây, set xanh giùm em, set xanh quần suông nha. Set này ai lấy em đổi cho 90. Set này ai lấy em đổi cho 90 nè. Em lấy bao mới luôn. Quần ống suông giùm em. Ok, chị chốt cho em rồi nha gái. Quần ống suông nè. Có bị luôn, cái này tầm size á. E70 giùm em nha. E70 giùm em. Rất đẹp. Trời ơi, bà nói bà thấy không? Set này bà chưa mặc lần nào luôn. Cái set này bà mua gì bà chưa mặc lần nào luôn. Có khó kéo luôn nè. Áo có khó kéo, quần có khó kéo giùm em. E70 giùm em nha mấy chị. E70. Rất xinh. Áo nè. Đấy. À lấy set này em đỡ cho bà lộn. Em đỡ cho 90 nha. Rất đẹp. Mấy bà nhìn nhận cái dắt gì rồi đi. Là mấy bà biết. Mơ ly liền. Áo khoác đỏ nè. Áo khoác đỏ. Áo khoác cam. Trời ơi, áo này. Ok, sẽ xanh cho Thu Thảo nè. Có gót với túi. Không có gót em ơi, không có gót nha. Túi thì càng hông nữa. Túi thì càng hông nữa. Rộng 90 nè. Ok. Trời trời em chút nha. Trời em chút nha. Chị giờ cái gì vậy? Trời trời em chút nha.
bao nhiêu chị? Trời ơi, chờ em chút. Xích xanh chị là vừa không? Không, xích xanh chị rộng á chị Trân Vân. Xích xanh là chị rộng á nha. Chị rộng. Đây cái khóc cam nè. Cái khóc cam này hơi bị đẹp dùm em luôn. Đây, trời ơi. Khóc cam này bên trong nó có lót dùm em. À, đúng rồi hen. Đây, còn có một đôi à. Trời ơi, trời ơi. Trời chút ngang, trời chút ngang. Chân em bao nhiêu vậy? Đợi em. Chân em size bao nhiêu vậy? Size 37, 38 này mặc vừa nha. Size 37, 38 mặc vừa. Áo khoác để dạng group tốt cho mấy gái. Áo khoác để dạng group tốt giùm em nha. Em lên từ trên xuống dưới. Em có lựa ra đâu. Đây. Khoác từ trên xuống dưới giùm em. Khoác này ai lấy em đỡ cho 100 nha. Khoác này mới luôn. Khóc này hàng mới luôn giùm em nha. Vừa, khóc vừa bè diễm ơ. Khóc bè vừa. Trời ơi, khóc này dày lắm nha. Bên trong nè, tới 2-3 lớp lộn. Đấy. Vivo. Thôi bị đẹp luôn. Ai lấy khóc là khóc giùm em nè. Khóc 100 nha mấy nè. Khóc 100 giùm em. Ai lấy khóc là khóc nha. Khóc 100 ngàn. Quá rẻ luôn. Đây, đôi guốc này, đôi guốc em thiệt. Trời ơi, size 37 là y bài luôn rồi quá. Đây. Size 37 là y bài luôn rồi quá. Lấy cái đôi này nè, thiệt. Đôi này mang đôi chân rất đẹp luôn. Trời ơi, mang chân đẹp lắm mấy nàng ơi, thiệt. Đây. Mang đôi chân đẹp lắm. Tin em đi. Đôi này mới luôn, ai lấy em đỡ cho 120 nha. Mới mang một lần một luôn. Alo, đây. Mới mang một lần một luôn mấy nàng ư. Em lấy cái đôi này nè, thiệt. Mang không xấu đâu. Mà cái màu da nó không có bị kén chân nữa. Cái màu da này nó không có bị kén chân nữa nha. À, lấy khóc là khóc giùm em. Tại khóc nó đẹp lắm nha. Khóc đẹp lắm em thiệt. Rồi cái vest Burberry này. Cái này là cái váy Burberry đúng không? Không có quần bên trong đúng không? Đây. Có kem. Em có hai loại. Một là kem A nè. Kem A giùm em 180 một hũ. Với lại kem Levi 120 em. 120. Trời ơi em nói cái tao mất luôn. Kem Levi thì 100 ngàn giùm em nha. Kem Levi dành cho những ai đã trắng rồi, cần nó mướt da và nâng tông nhẹ thì lấy kem Levi. Còn bà nào bị chai lì thì nên sử dụng tớ vào chết. Với lại xài kem A là ngon lành luôn nha. Trời ơi khóc, tao không thấy cái bà diễm hồng bà con mình luôn á. Trời ơi thiệt. Sao mà nó ẩn dữ vậy không biết. Tức dễ mang. Tôi tức quá mấy bè ơi. Chấm chấm đầu lên cho nó hiện đi mấy bè. Không thấy luôn. Trời ơi, không thấy luôn á. Trời ơi, khách đợi em nó 100. Khách đợi tôi 150 luôn mấy bè định em ơi. Nha. Không thấy luôn chị Trang. Không thấy luôn. Hồi nãy giờ em nhìn comment đây nè. Mà không thấy cái comment của bà Diễm luôn á. Đây bà Diễm lấy áo khoác nè. Trời ơi tôi nói thiệt. Trời ơi mang đôi guốc đó dưới cái váy đó là ngon lành luôn á gái ơi. Là tiểu thư bánh bèo Thái Diệu. Trời bè nào mà tôi không đọc tên á. Bè nào chốt mà tôi không đọc tên á. Nhắc chùm tôi một cái nha. Tôi thương mấy bè nhiều lắm. Không thấy. Trời tôi mà thấy cái set nào. Tôi bệnh luôn á bà Trang ơi. Thiệt.
Tôi mà thấy cái set nào đầu tiên tôi bệnh luôn bà Trang. Bà toàn là sơ mi không à. Sơ mi không à. Thiệt cái chết, đỡ tôi lên từ từ đi. Đỡ tôi lên từ từ đi thiệt. Kiểu này chết rồi. Không có chết đâu. E e định em nè. Ok. Cái túi ê, cái túi tới đây chị kiếm cho. Chị có hàng nhưng mà chị đỡ dành, hiểu không? Đây cái bút Paris nè. Mày có bên phòng không? Mày quay mày lấy mày thử chứ em ơi. Đây. Đây là bé Burberry nha. Đây, râu đỡ, đỡ nó quốc cho mày râu. Đây, bé Burberry giùm em, size M nha. Size M giùm em, cái này trên này nó có cái gút gài đó nè, cho không bị hở ngực á. Đây. Trời ơi, em nói hơi bị xinh luôn. Nhưng mà ai, em khuyến cáo ai dưới 1m6 nha. Khuyến cáo ai dưới 1m6 giùm em. Size M nha mấy chị. Trời ơi, cái này hàng Burberry này ngon lành luôn em thiệt. Cái váy này ai lấy em đỡ cho bao nhiêu vậy không? Váy Burberry. Cái này em đỡ cho 101 nha. Cái này bẻ mua tới 400-500 ngàn lận. Nhìn chắc là biết. Không phải chắc hàng chợ nó mỏng le đâu. Cái này tới 2 lớp lận. Đây, vét giùm em nha. Đây, vét nè. Không phải vét màu mà nó mỏng tanh mỏng te như kia đâu nha, rất đẹp. Đấy. Đẹp lắm mấy nàng ơi, thiệt sự. Mang đôi đó đi. Trời, cái này là cái váy nha, không phải cái set nha bà Hồng. Cái này cái váy nha bà Hồng. Ok không? Cái váy, do tại nó gài nút u dưới này lận, yên tâm. Còn mà bộ kỹ chút thì mặc dùm em cái quần váy vô. 101. Rất đẹp, trời ơi vải đẹp lắm. Bên trong nè, bên trong nó có 2-3 lớp lận. Đây, chứ không phải hàng chợ một lớp đâu nha. Đây, Burberry bà Hồng nè. Burberry cho Hồng nha. Hồng 110. Được, tôi bớt cho 10 ngàn á, 100 nha. Khổ quá à. Đây, cái set đầu tiên nè. Trời ơi, set em mệt mắt lắm á. Đây, cái set giùm em nha. Set này tầm khoảng 54kg quay đầu giùm em luôn. Set dài nè. Xét quần dài giùm em nha. Xét quần dài. Cái này mấy bè cột cái nơ lên giùm em nha. Cột nơ lên cái chỗ rúng á, cho nó xinh, xinh xắn giùm em. À lá xét là xét giùm em. Quần là quần ống suông nha. Quần ống suông giùm em. Đây trời ơi, hơi bị đẹp luôn. Xét tay dài nè. Cổ là cổ lọ giùm em. Đó, mặc vô hơi bị xinh luôn. À lá xét là xét đỏ giùm em. Xích đỏ 70 nha. Xích đỏ 70 giùm em nè. Xích đỏ 70 vải rất đẹp. Vải u mì đẹp lắm. Không cái gì. Vải bô rip rất đẹp luôn. Trời ơi mấy cái á. Lộn mấy cái. Mấy cái xích đó là mấy bè là mặt ngon lành luôn giùm em. Xích cho bè Hạnh nè. Xích cho bè Võ Hạnh. Hết xích nha. Hết xích, hết xích. Xích cho Võ Hạnh nè. Có xét rồi gái ơi. Áo đen giùm em nha. Ai là áo đen này em đỡ cho 50 ngàn nè. Trời ơi, áo đen đi gọi là len nha. Áo len giùm em. Áo len giùm em nó đắp chiếu nè. Với lại nó ba tay chung. Trời ơi, cái này nó hơi phồng nhẹ nha. Cái tay nó hơi phồng nhẹ giùm em nè. Tay hơi phồng nhẹ giùm em. Đây mấy bạn nhìn nè. Ok ok định em nè. Tưới chị rép cho. Trời ơi, đắp chiếu đẹp quá à.
Cái này dặn group tốt giùm em nha, dặn group tốt giùm em. À lấy áo này em đợi cho em 10.000, vải len. Vải len giùm em. Cái này mấy chị mặc á, nó sẽ lên cái form ngực rất đẹp. Lên cái form ngực đẹp lắm. À lấy áo này em đợi cho 50. 50.000. Quá rẻ luôn. Còn cái ủa bà Trang, cái áo của cô cái set này đâu bà Trang? Thử. Đâu mất rồi. Cái áo của cái set này đâu ha? Đây đây đây. Set giùm em mấy nàng ơi, set giùm em nha. Set đen nè. Set đen dây. Set đen dây giùm em. Set đen dây nha mấy nàng. Trời ơi, em nói cái set này hơi bị đẹp, có khóa kéo ngoài sau nè. Có khóa kéo ngoài sau giùm em nha mấy nàng. Có khóa kéo ngoài sau giùm em. Set này em đổi cho 50. Set này em đổi cho 50 nha. Set này em đổi cho 50 mấy nàng ơi, 50.000. Hơi bị đẹp luôn. À áo len nó có 30.000 mấy nàng. Áo len 30 và set đen mới 50 nha. Đây cái set nè, set đen giùm em. Quỳnh Như đây là bỏ vô cái gì, Thu Thảo phải không ta? Thu Thảo đúng không em? Ok Linh giùm chị nè, set đen ok nè. Thu Thảo 50. Mấy gái. Đây một cái khóc hồng nè. Khóc hồng này em đỡ rỉ cho. Khóc hồng. Khóc hồng giùm mấy nàng ơi. Khóc hồng này ai lám đỡ cho 70.000 nha. Cái này là dạng group tốt á. Cái này dạng group tốt giùm em. Trời ơi, nó xếp cái khóc hồng nè. À mà tầm khoảng 50 bao nhiêu ta? 54 cưới thôi nha. Dưới 54 cưới giùm em, mặc mới đẹp. Dưới 54 cưới giùm mấy chị, khóc hồng giùm em nè, áo đen có hở ngực. Không. Áo đen không có hở ngực. Nếu nó sẽ chéo xuống như thế này, đắp chéo á, nó không có hở ngực đâu. Nếu mà bà cởi chút nữa là bà gắn hột nút nhẹ vô. Đây khóc đen giùm em nha, ngồi sâu là trơn giùm em nè. Đây tay áo nè. À lấy khóc là khóc giùm em nha mấy chị, khóc giùm em. Đẹp lắm. À lấy khóc là khóc giùm em nha. Khóc hồng 70. Khóc hồng 70 giùm em mấy chị, đầu mũ vô á. Nó kéo cao như thế này luôn nè, đó. Khóc hồng 70 giùm em. Bao mới. Mấy khóc này mặc nó sướng. Mấy bạn mặc ở nhà đồ á là đẹp. Xét không biết còn không mấy gái đâu, nhưng mà xét xét nhưng mà xét còn nhỏ 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 thôi nha. Xét còn nhỏ 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 không à. Đây. Đây mấy nàng ơi, áo nè. Đây mấy bè mặc vô á. Không chị, chị trên vôn. Áo không có túi trong nha. Đây. Mặc vô cái form ngực nó lên như thế này nè. Nó không có bị hở đâu. Nhưng mà áo này đẹp. Áo này 30 đẹp. Áo này 30 đẹp lắm luôn á. Ở tôi cắt bớt đồ vô nha. Nó chàng hoàng quá à. Chờ em xíu, chờ em xíu nha. Cắt bớt đồ vô cái đã. Đây. Cái váy giùm em váy vàng nha. Trời ơi váy vàng là xinh quá nè. Váy vàng cổ vuông giùm em. Cái này dạng như y chang như cái form nail trịnh luôn mấy nàng. Y chang như cái form nail trịnh luôn mấy chị thấy không? Nhưng mà cái này tầm khoảng 52 cưới thôi nha. 52, 53 cưới thôi. Ai mà cao trên 1m6 thì 55 cưới giùm em. Trời ơi tay phòng này y chang như cái form nail trịnh giùm em luôn. Có khối kéo ngoài sau. À lấy váy vàng gọi là váy vàng giùm em nè. Váy vàng. Em thấy đâu chị ấy. Em thấy rồi chị Trang. Từ em kia em kiếm cái váy vàng nè. Váy vàng này lái em đợi 100 nha. À lái em đợi 100. Váy này đẹp. Cái form y chang như cái form nè trịnh luôn. Dè yeah, sao tấu này nó ẩn của mình quá vậy biết. Trời ơi nói. Đây bà Linh Nguyễn nè.
sao bữa nay ta nó ẩn xin lỗi luôn á. Rồi ai lấy cái váy vàng đi, cô mình em là váy vàng nha. Xếp tiệc sợ anh hết rồi gái ơi. Đây váy vàng giùm em. Cái váy vàng này cái phông y chang như cái nè trình luôn á chị. Rồi Thái nha, Thái Như nè, Thái Hương nè, Thái Kiều nè, Thái Ngân nè, Bích Thuyền nè. Đây ai lấy cái váy vàng của mình là váy vàng nha em, đỡ cho 100. Trời ơi dài. Phông y chang như nè trình luôn á chị yên tâm. Giờ là em sợ em hết set rồi nè. Đây một cái chấm bi giùm em, chấm bi hồng nè. Chấm bi hồng, chấm chấm bài đầu lên nha mấy chị, chấm chấm bài đầu lên. Trời ơi, cái váy này dễ thương lắm luôn á. Váy chấm bi nè. Váy chấm bi nè, em đỡ cho anh em chụp nha. Chấm bi hồng nè. Chấm bi hồng giùm em. Đây chấm bi hồng dài qua gối nha, cái này dạng baby doll á, dạng baby doll không có quần em yêu ơi, không có quần nhân kiều. Đây chấm bi hồng giùm em, à đó chấm bi hồng gọi là chấm bi hồng giùm em nè, cái này dài qua gối, cái này là dài qua gối nha, cái này dạng baby doll 52kg quay đầu giùm em luôn, 52kg nha. Đây chấm bi, à đó chấm bi gọi là chấm bi giùm em này, dài qua gối, trời ơi xinh lắm luôn á, mặc vô y chang tiểu thư luôn đó. Mang nhẹ cái đầu bông tai mờ hộp á. Đó nhẹ lên. Hơi bị xinh luôn. Ai lá chấm bi gọi là chấm bi hồng nhân 50 ngàn mấy mẹ ơi. Quá rẻ. Rẻ rề luôn á. Rồi áo tiểu thư nè. Áo caro. Caro 30. Đây nè chấm bi nè. Chấm bi 50. Đây tiểu thư nè, thấy chưa? Nhưng mà cái form này là cái form baby doll á. Mặc lên cưng lắm. Dài qua gối luôn. Cái này là dài qua gối luôn nha, baby doll dài qua gối. Ai lấy của mình em là chấm bi. Chấm bi nha, chấm bi chấm bi. Tiểu thư dở dở thương ấy mày. Mày mà đòi dở thương ấy như hử. Mày mà đòi dở thương nha. A Diệu 50 nè. Diệu 50. Ok. Hot bơi nha, hot bơi giùm em. Trời bè. Em tôi gài có hột nút đây, tôi gào nãy tôi gài không được đây nè. Thiệt, xếp móng tay dài vô chi rồi đồ. Rầu gài cái gì cũng không được hết trơn á. Đây áo tiểu thư giùm em nha. Áo tiểu thư này em đỡ cho 30 ngàn nè. Đây áo tiểu thư giùm em. Tiểu thư bê mua nha. Mạng ai rồi? Đang cái mạng ai? Ờ đang kia thằng cái thằng cuối nó rủ lấy profile á. Cái lớp dưới nào không? Thằng bà đi xe ghe. Ý nhìn 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 nhá. Mình hiểu nói. Mấy bữa nay không ổn. Nó mau nói với mấy thằng thằng cuối á. Đây áo giùm em nha. Áo tiểu thư nè. Mấy chị gài hết vô là nó có hử. Ừ vô đi. Đây áo tiểu thư giùm em nha, tay phòng nè, bên dưới nè, cực kỳ dễ thương luôn. Nhưng mà ngoài sao em nói cái này nè, nó bị lem màu mấy chị, nó bị lem màu một xíu à. Nó bị lem một xíu này nha mấy chị, gì mấy chị tẩy ra ok giùm em luôn 30. Trời áo này mua mắc lắm mấy chị yên tâm. Đây áo tiểu thư giùm em. À là áo cùng là áo caro nè, 30 ngàn. À là áo này của mình em là áo 30 nha. Áo caro gì cũng được. Caro 30 giùm em. À lấy caro gọi là caro giùm em luôn. Áo sơ mi Dior nè. Cái này là sơ mi lụa nha. Y chang áo ta luôn à. Cái này cổ vét. Sơ mi Dior cổ vét nha. Áo này áo. Áo cho bà Trần chơi cái gì. Trần Lơ Châu. Bà Châu chua giờ chuẩn bị nên lấy luôn á. Hết áo tiểu thư nha, hết nha. Nhưng mà đâu thì gu mày đâu. Ừ. Tao biết Trần Lê Châu nè. Tao mà biết. Mất điểm nào. Vậy tao tao la bao này trước. Dạ yeah. Ok.
Hot nha, áo. Trời ơi, cái áo vest này đẹp lắm nè. Đây. Trời ơi, Dior dài tay giùm em, cổ là cổ vest nha. Cổ vest vải lụa giùm em luôn. Đây. Cái nào? Thì mà nó dính rồi nè. Tao bán rồi. Hử? Đó tao đâu có bán đâu. Đây cổ vest giùm em nha mấy chị, cổ vest nè. À lấy áo này comment em là áo Dior hay là áo áo đen cũng được, áo sơ mi cũng được. Em đợi áo này 60 ngàn. Áo này vừa lụa nha. Hàng lụa giùm em, rất đẹp em thiệt. Cái này lên form hơi bị chuẩn form luôn á. Cổ là cổ vest nha mấy chị, cổ vest giùm em. Dior 60 nè cho bà Hương luôn nè. Ấy là cho bà Hồng. Dior hết nha, áo Dior 60 nè. Dior 60 giùm em. Ok nè. Hết Dior nha, hết Dior giùm em nè. Còn cá tập gym mà mấy nàng ơi, áo. Đây trời ơi, áo này. Bà nào tập gym đâu? Hỏi cái bà nào tập gym đâu, áo này nè. Mua không dưới 150 đâu. Đây. Dập logo này mấy bà thấy không? Em nói giật cái này là không bao giờ mà bị. Chị có tua vít không? Lấy gì mà cậu? Mà chị đây mà hỏi chính thức cái tua vít của phòng đâu? Cho con quần anh nó mượn. Biết mà chị ra mày le lên cái thứ nó có nó quá rồi đó. Đây, áo ghim giùm em rất đẹp nha. Áo ghim giùm em. Nhưng mà tại nó vậy thương nên em chốt. Đây. Cái tụi viết bữa cầm gì cho bé cho? Cái tụi viết bữa cầm gì cho bé cho? Cầm gì rồi quá à? Đây. Không. À lấy áo cũng là áo giùm em nha. Áo này rất đẹp. Em đỡ cho 50 ngàn. Áo này mua không dưới 150 đâu. Em thiệt luôn á. Không dưới 150 đâu. Size S giùm em nha. Cái này size S giùm em. Cực kỳ đẹp. Màu hồng nha. Màu hồng nhưng màu hồng nó không bị xón nè mấy nàng. Màu hồng nó không có bị xón đâu nha. À lấy hồng cũng là hồng giùm em nè. Áo hồng. Áo hồng giùm em. Hồng 50 nha, hồng 50. Đúng rồi, hồng 50 giùm em. Đây cái này, cái zoom nè. Cái zoom giùm em nha mấy nàng. Trời ơi, cái zoom này xuất sắc. Thiệt, bè nào mà hút được cái zoom này là ngon là luôn. Zoom này em đỡ cho 80 nè. Cái này màu vàng là y xì luôn á. Đây, zoom giùm em nha, trời ơi, nó bèo nè. Đấy. Đấy, zoom nha. Xuất sắc luôn mấy nàng ơi. Dùm là dùm ống suông giùm em. Dùm ống rộng ống suông giùm em. Trời cái cổ nè. Dùm này ai lấy em để cho 80 ngàn nha. Cái cổ rồi mấy nàng. Đó dặn cổ yếm nha. Dặn cổ yếm. Cái chỗ đây nè, nó bao chung mấy chị thoải mái. Nó sẽ ôm sát cái phần ngực của mấy chị vô. Nó không có bị hở như thế này nè. Đó. Mặt á mà nó cứ hở ra vậy nè. Đó khép cánh là khở vậy nè. Không có nha. Bò bạc không vừa đâu nàng ơi. Bầu bì mà bon chen quá à. Cái này tập khoảng 55kg bao vừa. 55kg quay đầu giùm em nha. Đây. Trời ơi, zoom giùm em vải rất đẹp. À lấy zoom gọi là zoom giùm em nè. Zoom móng rộng. Bên trong nó có lót một lót rồi mấy chị yên tâm. Cái nào đâu nè. À lấy con mình em là zoom nha. Zoom giùm em nè. Nói chung zoom nó đẹp lắm á bè nào mà ngon là lấy á. Được, cái zoom nó mặc mặc đẹp luôn á Dương ơi. Trời ơi, lùng lùng mặc cưng lắm luôn á. Đây một cái váy nè. Trời ơi, cái váy sơ mi rắn nè mấy bè ơi. Thiệt bè này mặc đồ đẹp không luôn á. Thấy đồ đẹp cũng nhái. Nhưng mà không được, nó căng. Không. Lùng lùng nha, nhưng mà dạng như không lùng quá á. Mặt cưng lắm luôn á. Cỡ như em nha, mà ốm ốm đâu. Đừng có mặc như em, mặc như em là xấu đâu. Ốm ốm đâu, là ngon lành luôn.
Trời ơi, nhúc màu đen nữa. Da mà trắng 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 lên chút nữa nha. Trời tụi nói. Em cũng dài luôn chừng con trai. Hải Yến nè. Mẹ bắt chặt á, mẹ chặt á. Đây trời ơi, cái váy nè. Trời ơi, nói cái này là hơi bị đẹp luôn á. Váy sơ mi giùm em nha. Váy sơ mi cái này nó có cục eo ngang dài qua gối giùm em luôn. Váy sơ mi trắng giùm em. Em mà bao nhiêu tao có thước này, mày đo cho nó lị trời ơi. Mẹ mặc vô cho cái lị. À mày vô cho lị đủ mấy. Đây váy trắng nè. Ủa bà Trang, bà ghi cái này là da beo ấy. Hả? Bà ghi cái này gì? À đây, sơ mi da trắng nè. Trời ơi, cái này có 80 ngàn mấy nàng ơi, thiệt. Cái này có 80 ngàn mà cái này là forever nè. Trời ơi, nói cái này. Cái này dài qua gối giùm em nha. Có cái dây cột nè. Em với chị tao đâu cột tao đó giùm em. Còn thích mặc suông, lấy cái dây ra mặc suông vẫn được. Còn không thích là cái dây này á, mấy chị lấy cái dây này ra gài cái beo vô, cái beo mấy chị có gài vô cực kỳ sang luôn đó. À lấy cái này của mình em là da rắn nha, người em sơ mi rắn giùm em, sơ mi rắn. Trời ơi, xinh quá nè, nó chặt cái bụng quá hơn. Cái này là form đẹp dữ. À mình nó chặt cái bụng nào. À lấy rắn của là rắn giùm em nha, sơ mi rắn giùm em này. Sơ mi rắn đẹp lắm thiệt, đẹp kinh khủng luôn. Tay nè, tay phồng giùm em luôn, tay nó hơi phồng nhẹ nha. Đẹp lắm. Đây. Hàng là toàn chuẩn shop không à, không có hàng tào lao đâu. Da rắn giùm em nè. Người em có chữ da rắn nha. Trời ơi, còn cái da beo này nè. Xuất sắc lắm. Hồi trưa giờ em chưa kiểm đồ chị luôn á chị Trang. Chưa kiểm luôn á, đi hồi nãy giờ là tắm rửa ăn cơm rồi giờ like luôn á. Không có thời gian. Giống bụi giống cái mày bán đúng không? Cái này vậy? Ừ. Không, đâu giống đâu. Cái này là váy suông luôn mà. Đây váy suông giùm em nè. Suông beo nha, cái này suông beo giùm em cũng dài qua gối. Cũng dài qua gối tầm khoảng 53-54 kg thôi. Cái này tầm khoảng 53-54 kg giùm em nha. Đây ai lấy sơ mi beo hay là sơ mi beo giùm em. Sơ mi beo nha. Sơ mi beo này em đợi cho mấy chị 80. Trời ơi, đổi mấy bà 80 ngàn là quá rẻ luôn á. Hốt nhanh đi cho hết á. Tôi tắt la rồi là người ta chụp màn hình gửi cho không có đâu nha. Đây sơ mi beo giùm em. À lá sơ mi con là sơ mi beo nha. Sơ mi suông dài qua gối. Không, cái này lên form dễ thương lắm á. Mà thì chắc mình nhỏ con quá à. Ê sơ mi beo giùm em nhân 80 dài qua gối giùm em. Bên dưới là lai cua nha mấy chị, xẻ một xíu. Đây, xinh lắm. Sơ mi beo. Sơ mi dài á. Còn váy vàng nè, váy vàng xẻ mấy bè 50 ngàn. Váy vàng 50 nha, trời cái này lên form ngực nè. Xuất sắc. Đấy, cái form ngực của nó nè. Đẹp kinh khủng luôn, 50. 50 ngàn giùm em. À lấy vàng gọi là vàng giùm em 50 nha, vàng 50 nè. Có khó kéo người sau size M mặc dừa. M với là size S mặc dừa giùm em. M với S nha. M với S mặc dừa. À lá em đỡ cho 50 ngàn. Vải là vải bao đẹp cho mấy bè luôn. Không cần chưa. Mua bên em là mấy chị là đừng có quan tâm chắc vải làm gì đâu. Vải đẹp em mới bán. Thì bồ bà này đúng đẹp luôn. Đúng đẹp luôn. Cái này lên phong đẹp lắm. Đây sơ mi giùm em nha. Sơ mi trắng giùm em. Sơ mi trắng. À lắm để 30 ngàn nha. Sơ mi trắng nè. Tay của nó là tay nó hơi lưới nè mấy mẹ. Phải không? Tay nó hơi lưới nhẹ nha. Đây phối lưới. Cái này sơ mi trắng giùm em. Nó phối nè. Cái này em đổi cho 30 ngàn. Bè nào dưới 53 cưới giùm em. Bè nào dưới 53 cưới giùm em nha. Sơ mi trắng 30 nè. 30 giùm em. Cái này em đổi cho Yêu. Cái nào? Rớt rồi.
Sơ mi trắng mày mày cắm dừa đâu bè Linh ơi. Bè mày cắm dừa đâu. Váy cái váy bị mèo đeo bữa nay em sale 70 lột, em sale 50 luôn nè. Ừ. Em sale 50 ngàn. 50 ngàn dùm em mấy mẹ ơi, 50 ngàn. Trời ơi quá rẻ luôn. Body trắng nha. Ấy lột body màu. Body màu dùm em 50 ngàn. Cái này 50kg. Ấy lột 50 mấy. 55kg. 55kg vừa dùm em nha. Trời ơi nó coi giãn nè. Cái này bạn len nha. Len tâm dùm em. Dài qua gối 50 ngàn. Còn ba là đẹp đẹp không? Body giùm em nè. Cái này là body tiệc nha. Body tiệc giùm em. Ấy. Hơi bị xét sơi luôn. Cái form của nó như thế này nè. Bên dưới nó dài nha. Cái này gần giống như là dạ hội vậy á. Nhưng mà nó ngắn hơn dạ hội không. Đây. Trời ơi nó chéo xuống như thế này nè. Cái form rất đẹp luôn. À lá cái này em đổi với 100 nha. À lá cái này em đổi với 100 đẹp lắm mấy nàng ơi. Trời ơi còn hai cái quần này ai lấy em đỡ. Em đỡ 25 ngàn cái nè. Trời ơi quần này bao xinh luôn á. Mặt ngủ bao mát luôn á. Mát trim cỡ gì. Đây. Trời cưng quá nè. Ai lấy quần của mẹ là quần bi đậm nha. Đây là hồng đậm giùm em. Mà nó mới nha. Mới tinh luôn. Ôi như chưa mặc luôn vậy đó. Đây bi hồng giùm em. Hồng hồng nhạt. Em còn hai cái hồng nha. Hồng nhạt với bà đẹp và hồng đậm nè. 25 ngàn cái mấy mẹ. Cái này toàn mua shop không á. Cái khúc đen. Không khúc đen cái đó em không có bán nha. Khúc đen không có bán. Trời khúc đen em mặc á. Ôi cái váy này. Cái váy đỏ này lên form rất đẹp dùm em luôn. Váy đỏ nha. Rồi để em coi thử ạ. Ok này quần nó đẹp lắm thiệt. Vải đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi cái váy đỏ này có 80 ngàn mấy mẹ ơi. Thiệt. Đây. Lên form hơi bị đẹp luôn. Lên form hơi bị đẹp luôn. Nhưng mà ai mà eo dưới 70 giùm em. Eo dưới 70 giùm em. Con nhỏ mới nên nó mới thử. Eo số eo 72 là hơi. Nó hơi cứng nhẹ nha. Nó hơi cứng nhẹ một xíu. Đây. Eo 70 đổ lại nha. Cái này là lên form hơi bị chuẩn luôn á. Lên form hơi bị chuẩn luôn giùm em. Ai lấy sọc lên sọc giùm em nè. Váy tiểu thư có nha. Váy tiểu thư có. Không, dịu nè. Dịu hai cái chỉ là 45 thôi. Ok nè. Váy tiểu thư có nha. Hết cái bao này em lên tiểu thư cho. Đây cái form váy nè mấy mẹ ơi. Cái form váy nè. Trời ơi quá xuất sắc giùm em luôn. Đây nó lên cái form nè. Xinh chưa? Hơi bị đẹp luôn. Ai lấy váy này. Còn mình em là đỏ sọc nha. Đỏ sọc 80. Đỏ sọc 80 ngàn dùm em. Đỏ sọc 80 nè. Ôi chờ em chút. Chờ em chút. Đây này còn cái nè. Đây đỏ hơi nhí dùm em. Đỏ hơi nhí. Đỏ hơi nhí này ai lấy em đổi 90 ngàn luôn. Eo dưới 70 nha. Eo dưới 70 mặt mới đẹp dùm em. Trời cái này hàng Zara giùm em luôn nè. Đây tiểu thư nè. Trời tiểu thư này với tiểu thư đâu nữa. Ngực là ngực rút dài giùm em nha. Mấy chị rút dài ngắn là tùy ý của mấy chị. Đấy. Xinh quá trời xinh luôn nè. Tiểu thư giùm em. À lấy hôi nhí đỏ là hôi nhí đỏ nha. Cái này dài qua gối á. Cái này dài qua gối giùm em luôn. Cao trên 1m6 thì tới gối nha. Cao 1m6 trở lên thì tới gối giùm em. Đấy hôi nhí đỏ nha mấy chị hôi nhí đỏ. Eo dưới 70 giùm em cái này bao mới luôn. Đổi về 90 ạ. 90 ngàn. Rồi xong. Quần ngố nè. Đây hồi nãy giờ ai hỏi quần ngố đâu. Ngố này size M nha. Kiếm cái size chỗ nào vậy không. Không ngố này size L luôn á.
Ngố này size L luôn nha. Ngố này ai lấy em đỡ cho 60.000 nè. Quần ngố giùm em anh chị, quần ngố ba mớ luôn thiệt. Trời ơi, cái đấy của nó nè. Ngố nè. Ok chị Hò, chị Dì Diễm nè. Đây. Trời ơi, em nói 2 gan. 2 gan giùm em luôn. Ngố 60 nha. Ngố 60 giùm em size L. Nhớ giùm em, nhớ kỹ giùm em cái size nha. Nghe kỹ giùm em cái size. Chứ phải mua đến đại xong rồi gì nó rộng nha, ngố chặt nha. Đây coi giảng nè. Ngố size L mà vừa không Như. Size L lận đó nha. Size L lận á. Vừa không? Đâu cái bài tiểu thư nó mất rồi. Đây. Đây váy tiểu thư nè, một bao váy tiểu thư luôn. Tới một bao tiểu thư lận, không có ít đâu. Trời ơi mệt quá. Trời ơi, mới mua mấy cái bông tai nè mấy gái. Trời ơi xinh quá trời xinh. Cho em ngầu mỹ miếng nha. Em coi mấy bông tai cái ạ. Trời ơi xinh quá. Quá trời quá đất rồi. Trời ơi. Không. Cái form này là form 55 60 kg lận. Cái form này là 55 60 kg lận đó nha. Trời xinh quá này đó. Không, nhìn nó ngồi là nhìn nó bự lắm. Bên ngoài nó bự lắm mấy gái ơi. Trời xinh quá nè. Chết thiệt. Ây da. Của em. Bông tai mới mua. Bông tai mới mua, người ta mới ship tới. Ừ, cái size 55-60kg lận. Không có vừa đâu. Đó. Có cái quần ngố này nhìn nè quý ơi, có quần ngố nè. Trời ơi, xinh quá nè. Khen giùm em cái đi. Khen giùm em cái nè mấy mẹ. Trời ơi, bông tai nó xinh quá trời quá đó. Đây ngố này ngố. Ngố cho con Kiều nè. Không, bên ngoài xinh lắm nha. Em mà trang điểm nhẹ nhẹ lên là mang cái đôi này xinh lắm. Bộ bó tóc cao vậy nè. Mặc mấy cái vest thì là mấy cái váy hở hở rồi ra. Ok, ngố cho anh Kiều nè. Đó, mặc mang chụp hình. Chứ đòi này em mang bông tai đâu. Đem đi ra ngoài không bao giờ mang bông tai hết trơn á. Nghiệt vậy á. Thích mua không? Kiều nè 60. Ok. Sao em quý ơi, sao sao? Còn đây nữa nè. Trời ơi. Đẹp chưa, đẹp chưa? Trời ơi, mang ta trời nó cưng. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Đấy. Mới mua. Bông tai không bán. Bông tai không bán nha. Mà quá cho em ngầu nghỉ miếng nha. Em thử mấy cái bông tai cái à nha. Mới mua ức quá à. Thiệt bè là mới mua đồ là cũng ức. Ức giống tôi hết trơn á. Đây mang bên này đi. Tháo ra. Tháo ra cắt. Ok tôi lên liền nè. Đây. Em thì cũng bao giờ em mang bông tai ra đường ở trường á, ít khi lắm, hiếm khi lắm. Đó. Trời ơi, xuất sắc. Nhức nát liền. Mà bông tai này rỉ lắm. Cho đây em mua 3 rồi luôn, bình thường em không có mua đâu. Trời bữa nào tôi. Trời bè đang muốn mua bông tai móc tôi chỉ cho. Rẻ lắm.
Trời ơi, mấy cái đôi này vậy? Người ta bán 80 ngàn đôi. Trời ơi, lại em còn chưa mua. Tại em tớ có bao giờ em mang bông tai đâu em mua chi. Tại bữa nay nó rẻ quá. Dạ. Bà nào muốn mua móc tôi chỉ chỗ mua cho. Rẻ. Bao rẻ luôn. Dạ. Trời ơi, gắn vô được mà giờ gài gỡ ra không được nè. Rồi xong, lên đồ tiếp nha. Không. Trời ơi, trai đứng chật xếp hàng ngoài kia kìa. Xếp hàng ngoài kia kìa. Mà chị không thèm. Xếp hàng quá vậy. Chỗ chị chỗ trọ mà, trọ trai nhiều lắm. Xong, lên đồ tiếp ha. Đây lên cái bao tiểu thư nè. Lên bao tiểu thư giùm em. Cái này còn mặc luôn giùm em nha. Cái này mua tới 240 nè. Cái này mua tới 240 lận nhưng mà chưa mang lần nào hết trơn á. Mới mua gì. Nhưng mà em khuyến cáo cái này cho những ai dưới 1.6 giùm em nha. Cho những ai dưới 1.6 giùm em. Trơn 1.6 nó sẽ bị tức đấy nha. Đây. Trời ơi, quá xinh luôn. Cái phô bên dưới nè. Đấy. Cưng quá trời cưng luôn. Cái này size M giùm mấy nè. Size M giùm em. Ai lấy em đỡ cho 140. Ai lấy em đỡ cho 140 nè. Cái này là vest nha mấy chị. Đây dạng vest nè. Đó. 140 size M. Cái này size M nha, 140 giùm em. Rất đẹp. Hơi bị đẹp luôn. Trời ơi, nhìn này size M. Xinh quá. Lấy à. Có cái nào. Lấy vest của là vest 140 nha, vest 140 giùm em. Đây một cái vest suông nè, suông bi giùm em, suông bi này nó có thơ luôn mấy bạn ơi. Cái này mua ở shop 28 Sài Gòn nè, bà nào ở trong Sài Gòn sao biết cái shop này. Đây thơ giùm em luôn nha, thơ giùm em luôn nè. Đây. Trời ơi, bơi giùm em. Bơi giùm em nha mấy nè. Suông bi, vest sơ mi suông. Đâu. Rồi nút miếng còn không? Suông bi này AM tầm khoảng 55 kg là ok giùm em luôn. 55 kg nha. Đổ lại, nó có xỉ nè. Đó cái tè của nó. Mấy cái này mấy bè nên mặc cái quần trong giùm em. Nên mặc quần đùi giùm em nha. Giá mà nó thổn quay một cái là bay hết luôn á. Riêng dài em có luôn. Riêng dài có luôn nè. Riêng ống suông hở nhưng mà sợ thật không vừa quá à. Thiệt, bạn không vừa quá à. Ai mà có cái mông, mà có cái bờ mông như em á thì chắc không vừa rồi. Đây chờ em miếng nha. Đây xé giùm em luôn nè. Xé này size M giùm em nha. Xé này size M. Cái tay của nó là hơi phồng nè. Cái tay hơi phồng có mút ngực luôn. Tay hơi phồng có mút ngực. Cái này là cái nơ á, mặc lên form của nó á, là mấy bè sẽ nhìn thấy được cái nơ của nó. Đó. Đây. Cái set này ai lấy em đỡ cho 150 nè. Set nô 150 giùm em nha. 150. Tại ba cái set này toàn hàng mới không mẹ. Đây. Cái này là chân váy dài nha. Dài que gối luôn. Chân váy dài que gối giùm em. Trời vải dày vậy. Cái này vải rất dày luôn. Vải tay luôn mấy nàng ơi, vải tay luôn nha. Vải tay giùm em luôn. Lái của mình em là set nha, set 160 giùm em. Set này 150 cho 150. Set nu 150. Trời ơi, set nu này hơi bị đẹp luôn, dài qua gối nha. Chân váy này mấy chị mua ngồi đã 90% rồi á. Áo này có mút ngực giùm em luôn. Đây. Đấy. Áo có mút ngực luôn nha. Mặc lên cái form của nó là thành cái nơ. Trước này thành cái nơ giùm em luôn. Tay là tay phòng giùm em. Đó. Lấy set nu là set nu giùm em. Trời ơi. Cái bao này toàn là váy tiểu thư không mẹ. Cái này cũng là tiểu thư giùm em. Hàng mới luôn nha. Cái này cũng là hàng mới giùm em luôn nè. Đây. Cái này cũng dạng vest cho mấy nè.
Cái này cũng nhận vé giùm em. Đúng rồi, chân váy mua mắc lắm á, chỗ nào gọi là rẻ lắm luôn á là cũng 100, 101. Đó. Rẻ lắm cũng là 100, 101 lận. Đây, ai lấy váy này của mình, em là váy mang váy xám nè. Váy xám giùm em nha. Cái váy này lên form dễ thương lắm. Đó, dạng sơ mi nè. Lên form này, cái này là dài tới gối à. Cái này là dài tới gối giùm em luôn nha. Thôi bị dễ thương luôn. À lấy váy cũng là váy xám giùm em nè. Váy xám 140 giùm mấy nàng. Váy xám 140. Xám 140 giùm em. Này để tôi qua cái tờ giấy thử tôi đổ ở đâu đây nè. Giờ lý áo 80. Ok chưa? Chia ra em 2 á, tại vì cái áo nó có mút ngực đẹp hơn. Không mất rồi. Giờ ai mua chân váy em đỡ 80, áo thì 80. Tại áo đẹp lắm thiệt. Thằng mới nữa không phải thằng cũ đâu. Đâu sơ mi Dior nè. Sơ mi này ai lấy em đỡ 100 nha, hàng mới luôn. Sơ mi đi hàng mới giùm em, form rộng. Cái này là sơ mi phông rộng giấu quần nha. Dior giùm em đợi cho mấy bè 100 nè. À lá em đợi 100 nha mấy nàng ơi, 100 giùm em. Thôi 90 thôi. 90 luôn nha, 90 giùm em nè. Trời cái tay đẹp lắm luôn á. À lấy áo của là áo Dior giùm em. Áo Dior giùm em nha mấy nàng. Áo Dior. À lá em đợi 90 ngàn luôn, áo Dior 90 nè. Dior 90. Đây tiểu thư nè. Trời em nói cái váy này quá trời quá đắt luôn rồi. Váy này 150 nha. Váy này 150 giùm em. Đây. Tiểu thư nha mấy nàng, tiểu thư giùm em 150. Trời cái này mà mấy không ấy tôi đỡ có mặt luôn á. Mời cái tiểu thư phải gu của tôi. Đây mấy bè cột cái nơ lên chỗ đây nữa nè. Đó, đúng chất tiểu thư luôn. Đây. Tay nè. Cái này hàng mới luôn. Tại con bé nó cao quá. Mặt mấy cái này nó có bị hỏng lên á. Đây. Xinh quá trời quá đất luôn. Đấy. Cái form đó nè. Xinh chưa? À lấy tiểu thư là tiểu thư 150 nha. Váy đen tiểu thư 150 giùm em. Trời mấy bè mua hàng cái này vậy. Không dưới 400 đâu thiệt luôn. Hàng Zara nè. Không dưới 400 đâu, size M nha. Size M. Cái chất rất đẹp, em thiệt. Mấy bè cứ tới nhà xem đi. Đó, chất đẹp lắm luôn á. 150. Tiểu thư 150 giùm em. Đây váy nè. Trời ơi. Váy hơi nhí giùm em mấy chị, hơi nhí giùm em nha. Không, cổ đó là đẹp rồi con Diệu ô. Cổ đó là đẹp rồi. Dài qua gối nữa, nhìn nó lùng lắm thiệt. Mấy cái tiểu thư gia tại ở trên nó có cái hình đầu á. Đây, ai lấy váy này. Mấy cái sơ mi hôm qua. Sơ mi nào gái ơi. Giờ mà hỏi hôm qua chị lên cái sơ mi nào chị chết liền luôn á. Đây, ai lấy váy này của mình, em là váy hơi nhí nhưng có mút ngực giùm em luôn. Hơi nhí có mút ngực tay phòng nè. À lấy cái này em đỡ cho 80. À lấy cái này em đỡ cho 80 nhưng có quần trong giùm em. Có quần trong giùm em nha mấy nàng. Đấy, quá xinh. À lấy cái này của mình em là hơi nhí nè. Hồng hơi nhí 80. Hồng hơi nhí 80 ngàn. Trời ơi. Mày Diệu mày lấy cái này nè Diệu ơi. Mày lấy cái này nè. Trời cái này là hàng còn mạc luôn nè. Váy size M. Váy size M hết á. Đây. Trời ơi. Đẹp quá, cái này dài qua gối luôn nè. Đẹp quá trời qua đất luôn. Đấy, cổ là cổ vét nha. Cổ vét lùm giùm em mấy chớ ơi. Còn mạc mạc xịn xò giùm em luôn. Cái này mua ở Sony nè. Cái này mua ở Sony giùm em. Đây. Cưng quán.
cưng quá sát cưng luôn. Cái này cũng size M dùm em luôn nha. Size M cổ vest. Đấy, cái này mà mặc như chung với cái beo nha, là xuất sắc dùm em luôn. Caro nè, caro đem đỡ 150 luôn. Caro đem đỡ 150. Em nói mấy cái đồ này mà mấy chị mua ở ngoài mà dưới 300 ngàn là đem trả tiền cho. Em cam đôi một câu vậy luôn. Và mấy cái đồ này mua mắc lắm luôn á. Đây áo nè. Áo gì ta? Áo này ai lắm đỡ cho 50 ngàn luôn. Áo nhung nha mấy chị, áo nhung giùm em. Nhung giùm em nè. Trời ơi, mà cái caro nó đẹp thiệt. Bên ngoài nó đẹp lắm, dịu ơi. Đây, áo nhung giùm em nha, áo nhung nè. Nhung giùm em. Không cùng một màu hả? À, là cái này của mình em là nhung nha, nhung 50 nha. Cỡ nhỏ nhỏ hả? Cỡ nhỏ nhỏ thì em lấy cái này đi. Thôi cái này nè. Cỡ nhỏ nhỏ là em lấy cái này nha gái. Đi tiền là xuất sắc giùm chị luôn. Đây, cỡ nhỏ nhỏ nè. Eo á, cột lại. Đây. Đây. Cột cái eo lại nha. Đẹp lắm. Cái áo này mà không vừa quý ư. Áo này mà không vừa đâu quý. Không vừa. Có co giãn. Ồ, đẹp thiệt. Tỏ đồ này nói xuất sắc luôn á. Hỏi em mày có đơn vô quý chưa sao á. Mày không vừa mấy gái ư? Em này mặc XL vậy hả? Em mặc mà em không kéo lên nha. Em mặc mà em không kéo lên nha. Chờ em xíu nha. Đỡ mặc cho nha. Nhưng mà em không kéo lên. Tại kéo lên không vừa đâu. Chờ em xíu đi, em mặc cho. Nhưng mà đồ đẹp. Thấy kiều mà. Nè, chờ em xíu mà cái caro lên thử cho. Caro này ai mà size M thì mặc bao đẹp luôn. Đây. Thấy chưa em mặc chặt nít à. Đó, trong khi đây em chưa kéo lên nữa. Đây. Cái form của nó là như thế này nè. Trời ơi, chặt nít chặt nên luôn á. Này nhà mấy bè đừng có thôi. Đừng có nói em thử đồ chi. Đây, cái cổ của nó như thế này nè. Đây. 52kg, cao 1m62 là mặc bao đẹp luôn mấy gái ơi. Nha. Em tới 55kg lận. Em tới 55kg lận em kéo. Em kéo nó không lên. 55kg mà cao có 1m55 mà. Mở không mẹ. Đây. Xinh, nói chung là mấy cái này cực kỳ xinh luôn. Em thiệt, tin em đi. Hàng mới xịn sò, còn tem còn mạt. Hàng shop chứ không phải là hàng chợ đâu. Cho nên mấy chị yên tâm. Đây còn cái kia. Còn cái đen tiểu thư nè. Trời ơi. Đen tiểu thư. Cái đen tiểu thư đây ai mà tầm khoảng 53kg đâu lại thì ok dùm em nha. Đen tiểu thư 53-54kg. Trời ơi, cái này mặc vừa nè. Nhưng mà em, tại vì em nhỏ nha. Ai mà tầm khoảng 54kg là mặc bao vừa bao đẹp luôn. Trời ơi, tiểu thư nè. Xinh quá trời quá đất luôn rồi. À, lấy caro gọi là caro giùm em nha. Đây caro nè, thiệt.
Mấy bà tin em đi, cái caro này đẹp lắm. Trời ơi, cái vải nó hơi bị xịn sò luôn á. Cái hôi nhí đây em mặc không vừa đâu. Cái hôi nhí đây mặc rộng lắm, định. Đây, caro nè, trời ơi, cổ vét nè, tay xịn sò lắm, bà nào lấy thì lấy. Ôi qua. Trời, cái tiểu thư em đang mặc này xinh quá trời qua đất luôn rồi. 150 nha, 150 giùm em. Caro đó ai? Cái nào? Cái này mặc rộng. Như cái đen em chị đang mặc là em mặc rộng nha. Cái đen chị đang mặc là em mặc rộng á, eo chị tới 73 lận. Eo chị tới 73 lận nha. Nếu mà em thích em về em bóp lại một xíu được. Em bóp lại hai bên này này một xíu chiếc eo lại. Yêu eo em bao nhiêu? Em nếu mà em 68 là bóp lại mỗi bên một phân hoặc hai phân là ok nha. Đây. Trời ơi. Em nói. Nhìn nhẹ thắt cái túi lên ha. Đó. Trời ơi, nó bao sang chảnh luôn mấy nàng ơi. 150 nha. Đen 150 giùm em. Cái tung bên dưới này nó tự phồng lên, mấy chị thấy không? Đó. Nó không phải xung ruột như thế này. Đẹp lắm. Chỉ có 150 thôi. Đây caro, caro cho bà eo suke này. Eo suke bà inbox lại giùm tôi nha bà eo suke nha. Hình như đơn bà còn hay sao phải không ta? Eo 65. Eo 65 phải bóp lại một bên hai phân nữa nha. Mỗi bên hai phân nữa là được à. Ăn uống đồ, nếu đi tiệc ăn uống đồ là ok luôn. Mày biết đó người cái này bao nhiêu không? 200. Xin bớt á. Giờ còn 150 á. Trời ơi, 200 này ghi vé đàng hoàng nè. Ho nào bây? Ho này đúng không? Cái ho này thì em khỏi cần phải bóp luôn á, định em. Cái ho này là em khỏi cần phải bóp luôn á. Đây. Cái form này. Đấy. Ho này nha, ho này eo dưới 68 giùm chị. Eo dưới 68. Em từ 68 đổ lại là mặc được. Đây. Nói chung đẹp lắm. Thiệt. Cái này em lái làm khỏi còn phải bóp luôn. Dài qua gối nha. Có khó kéo ngoài sau. Cái này 80. Bao nhiêu ta? Ho nhí. Cái này 90. Cái này 90. Ây da. Đẹp quá chừng đẹp thiệt. Mà cái này lên là quất cái đầu bông tai nhẹ nhẹ vô. Đây. Quất cái đầu bông tai nhẹ nhẹ về vô nè. Đó. Đau mắt rồi. Đen hết rồi chị Bích ơi. Chị Bích lấy cái đen đang mặc đúng không? Đó. Nhẹ vậy thôi nha. Trời ơi, xinh quá nè. Chứ đừng mấy bông tai lồng lộn rồi nó không có đẹp đâu. Xinh quá trời quá đó. Chứ em ở hôi nhí nào mẹ? Hồi nãy giờ có một cái hôi nhí đó à. À. Đây. Ho nhí nè. Vậy là Diệu lấy em lấy cái lấy cái váy chị mặc đúng không? Đây. Xuyên quá trời qua đất luôn nè. Đây. Đấy. Đẹp chưa? Cái này nó không có bị hở ngọt đâu, ngọt bu trên này nè, nó không có hở đâu nha. Đây, dài qua gối giùm chị mấy gái ơi. Đây. Tay phòng nè. Đấy, ok chưa, ok chưa. Tao mất rồi. Đấy.
Trời ơi, xinh quá thiệt. Nhưng mà em không phải gu cái này. Em mà gu mấy cái này là em lụng rồi, không có táo mấy chị đâu. Rồi nè, đây đỡ em sợ cái vé này cho mấy chị coi nè. Cái vé này cái form nó đẹp lắm. Cái vé đẹp có hai cái lận. Chờ chút nha, chờ em chút. Cái vé này em có hai cái lận mấy nàng ư? Đây. Xích nâu nè mẹ. Em có cái xích nâu nè đó mẹ ơi. Đây cho con Diệu nè. Diệu 150. Kỳ lắm. Cái này dày cui à. Cái váy nâu đó em đút cái đùi em vô được chưa nè mà thử mấy gái. Cái set nâu đó là mặc không vừa nha. Mặc không vừa. Đây. Vét giùm em. Đấy. Vét nha mấy mẹ, vét giùm em nè. Cái này cột cái eo đồ vô. Cái này là chi bụng chi đồ thoải mái giùm em luôn á. Đây. Bên trong nó có quần nha, bên trong có quần giùm em. Vét giùm em nè, cái này ai mà tầm khoảng 53kg đổ lại thôi là mặc đẹp. 53kg đổ lại cho em kéo nó không lên. Ngực dưới 90 giùm em, ngực em tới 98 lận. Đây. Vét nè. Trời cái này nó che bụng bè nè, mày bị bụng á. Sinh đẻ rồi bị bụng dứ á. Đó, che lại hết. Che lại tất tần tật luôn. Trời cái này mà mang. Đẹp quá trời đẹp rồi. Mai gọi em trước nha, hên xui tại mai sợ em không có phòng ở đây. Trời ơi xinh quá nè. À lấy vé coi là vé giùm em nha. Hó rồi em ơi, giờ gì còn mấy hôi nhí đó. Vé à lấy vé em đợi với 150 nha, 140 với lộn. 140 giùm em. Sao đó. Không cái áp á mẹ. Cái áp á. Đây nè. Chia lại nè. Đó. Áp nha. Đây. Váy vét cho mẹ mấy mẹ. Vét giùm em nha. Trời cái vét này xinh quá trời qua đất luôn á. Vét đen. Vét đen 140 giùm em. Vét đen 140 nha. Rồi. Qua luôn. Qua luôn giùm em nha. Lâu lắm rồi em mới thử đồ lại á. Mấy cái vest này nó có quần trong nha mấy chị, thoải mái. Mặc đi đâu đi ơ đồ là thoải mái giùm em luôn. Rồi cái set nè. Cái này là set quần. Set quần giùm em đỡ mặc cho mấy chị coi. Chờ xíu nha mấy nàng ơi. Đây. Con xui em mới mặc chùi không. Đây. Trời nóng quá nóng. Không mắc không. Nóng quá. Dễ thương hơn nè. Thương à. Đấy. Tát. Ok chưa. Trời ơi nóng quá. Không phải hồng nhạt em. Cái màu hồng ruốc á. Không phải hồng nhạt nha. Nó sẽ đậm hơn
Đây nè. Cái mèo gì dơ xe nè, em thấy không? Cái mèo gì dơ xe nè. Nó dễ thương thiệt, dễ thương lắm. Trời ơi, nóng quá nóng. Đây, sếp đang mặc nha, sếp đang mặc giùm em. Sếp đang mặc Ala, em đổi 80.000. Sếp này 55-60kg vừa giùm em luôn. Thiệt. Móng tay dài là kéo. Kéo không bao giờ được hết trơn à. Trời ơi, vét này đẹp quá trời quá đất luôn. Con 54 à. Quá rẻ. Rồi từ từ em vào vô bì một cái nha. Em vào vô bì một cái rồi em lên nữa cho. Đây nè, có cái váy tiểu thư đây nè. Váy nu nè. Đây. Mặc lên cái này mặc cưng lắm nha. Nó có cái nơ nè mấy vị thấy không? Có cái nơ nè. Có cái này cái set mấy mẹ ơi, không phải cái áo. Cái này mấy chị bỏ áo vô quần nha. Bỏ áo vô quần hay là bỏ ngoài quần gì cũng được hết trơn á. Đó. Cái này là nguyên set giùm em. Cái này là nguyên set nha. Nguyên set giùm em mấy nè. Đấy. Set này ai lái em đổi 80. Nguyên set nha cái quần nè. Mong em là mong em 100. Mong 100 giùm em là mặc thoải mái giùm em luôn. Đó, 60kg là bao vừa. 60kg quay đầu là bao vừa giùm em luôn. Cái này foam rộng. Cái này foam rộng nha. Mặc rồi mang nhẹ nhẹ cái túi chéo ăn bơ nè. Hơi bị đẹp luôn. Trời ơi, nóng quá nóng. Đủ má dở thương lắm định em ơi. Mà mặt nó dở thương lắm nha. Má. Không lẽ giờ tao bao dở thương cho mày. Mấy đứa nội mày hử. Bán đồ. Cái này em bao dở thương nha. Mấy chị mặc gì không dở thương rẻ là em hả? Đúng không? Tôi khổ mấy bèo quá. Đây váy giùm em nè. Cái váy này, cái vải nó đẹp lắm mày thiệt. Vải đây nè, đẹp lắm. Đây. Dài qua gối nha. Cái này ai mà gu á, đúng cái gu của người đó là mặc bao dễ thương luôn. Mặc đó phồng nè. Cái cổ lên, cổ đồ, cổ gì? Cổ lọ. Đấy, ôm eo nè. Tay dài giùm em luôn. Cái này ai lái em đợi 100. Rồi qua nha, qua hết nha. Ờ, giờ bóp lại một xíu à. Chắc bóp lại bên tầm phân rửa nữa à. Phân rửa là bay lớn vậy nè. Đó. Bóp lại một xíu à. Là bao đẹp luôn. Đây nãy set nu bè nào hỏi đây nè. Thì tôi mặc dù mấy set này là tôi lụm rồi không có đâu. Không có tới lượt mấy bè. Mấy set này thương lắm. Đây. Lên bao đây nữa nè. Trời nói một trôi sơn luôn á. Sếp đang mặc là 80 nha. Sếp đang mặc 80. Thoải mái cực kỳ luôn, đi cà phê đi ấy luôn. Ừ, mấy cái sếp đó mặc đi mặc mấy cái bé hồi nhí á. Chọn lên Đà Lạt và chụp hình nha. Trời ơi, chụp hình trên cái bàn tay gì đây nè. Cái gì sơn em? Đồn Điền Sơn Trang á. Trời ơi, dễ thương lắm. Đây một cái váy suông giùm em nè. Váy suông như mấy mẹ, váy suông giùm em. Suông giùm em nè. A lái suông là suông giùm em nha mấy mẹ ơi. Suông này A lái em đỡ cho 40.000. Suông 40 dưới nó có hai cái bờ dễ thương quá nè. Váy suông đen. Suông đen 40.000 giùm em. Rộng rãi thoải mái nha. 54kg không? Trời. Thấy chưa, có người nói đồ áp, người không nói đồ áp thiệt có chứ. Đây quần giùm em nè, quần này size M nha, quần này size M nha. Tôi khổ mấy bèo quá à. Em tôi sơn nhẹ cái màu lên này cho nó sáng nè. Biết sao không? Tôi sơn cái màu tấu á. Tôi sơn cái màu tấu á.
cho nên mới vậy á. Tôi mà xô màu cam vô là nhức nách. Đó. Xong. Từ nay bỏ bia rồi. Bỏ bia rồi nha. Đừng có nói chuyện bia với em. Bỏ từ hồi chiều à nha. Đây ai lấy xuông là xuông giùm em nè. Cái xuông này size M giùm em. Đây. Đây xuông bánh gơi nha. Size M. Đáy cao lắm trộn. Đáy ở dưới này nè. Hai gan lận. Trời ơi, quần này bao đẹp luôn á. Quần này ai lái em đỡ cho 80. 80 ngàn nha. Đẹp lắm mấy nàng ơi. Ai lấy quần coi là quần giùm em. Quần giùm em mấy nàng ơi, quần nha. Quần này ống nó hơi suông nhẹ. Ống nó hơi suông nhẹ, bè nào thích suông thì đỡ, còn không thích suông thì xanh lên một một hay hai bọn gì đó. Ai lấy quần coi là quần giùm em. Cái này size M. Size M giùm em. Mới tinh luôn, 80. 80 ngàn nha. Quần banh ghi giùm em nè, quần banh ghi suông á. Banh ghi suông 80 giùm em nha. Banh ghi suông 80. Ai lấy của mà em là quần banh ghi nè. Quần banh ghi. Thôi. Bỏ bia rồi ngày mai nhậu nha. Bỏ rồi ngày mai đi. Bữa nay bỏ rồi. Không có nhậu nhẹt nữa. Đây ai lấy quần, gọi là quần hai màu nè. Quần hai màu cái này size M giùm em. Size M nha. Mà cái đùi. Cái nào? Mà cái đùi là cái nào mày? Mà cái đùi là cái nào? Cái dài đây ha. Mà cái dài hay cái gì mày? Hử? Cái đùi, cái này đùi đùi 58 giùm em nha. Cái này đùi 58 giùm em. Còn em đùi tới 60 số mấy lận đút không vô đâu nha. Đây. Đẹp lắm, size M. Em chỉ tầm 72 á, 72 74 á. Eo bị bằng 72 74 nha. Nói chung cái quần này mới em thiệt. Mới lắm luôn á. Đây. Mua gì mà bị chặt á mấy chị? Chưa có mặc luôn. À lấy quần gọi là quần giùm em nha. Quần giùm em 80. Cái màu là cái màu xám chuột á. Màu xám chuột. Quần 30 này. Quần size M 30. Quần 2 màu 30 ngàn. Quần xám. Cái quần đó A mà em mà đùi tầm 58, 59 á. Nói chung là dưới 60 á thì mặc vừa. Đùa tao tao 6 mấy lận, 60 6 mấy lận. Trời ơi, ở ngoài mày biết mày thấy đùa tao rồi mà. Đây ai lấy quần đùi xám của em là quần xám nè. Quần xám 30 giùm em, cũng size M luôn nha. Cũng size M luôn giùm em. Rồi mấy cái quần này nó bị giãn mất rồi. Nè ơi em lấy cái bông tai cho nè, chị lấy bông tai rồi dễ thương lắm. Bông tai cô hồi chiều bán á, dễ thương cực kỳ luôn. Đây quần giùm em nha. Ấy có con quý trong này không bay? Có con quý trong này không? Còn không ta? Cái quần đây nó vừa nè. Cái quần đây nó vừa nè. Trời ơi lấy quần này em đỡ cho nó 10 ngàn cho nó mặc. Cái này là giật máy giật nè. Cái này là giật máy giật nè mấy nè. Thiệt. Mặc quần jean đó, mà quần jean mà cao dạng á. Hạn chớ. Hạn chớ giật máy giật giùm em nha. Nên hạn chớ giùm em cái. Đây trời ơi tôi nói cưng gì đâu luôn. Đây. Đấy sang chảnh luôn. Đỡ em luôn đi chị.
không, bông tai tao trĩ, tao mua tao trĩ cho vui vậy á. Cái này bông tai tao mua tao mang nha, nha bông tai tao mua tao mang nha. Đây, ok ok, đẹp. Chị đâu có tới lựa đâu, chị không có tới lựa. Cái quần đó tới size XL luôn á nha em, cái quần đó tới size XL luôn á. Đây nè, trông đẹp. Mấy bông tai của bà này bán đẹp nè. Ủa mấy bữa nào tao lái sỉ vậy, tao bán rồi bán nữa. Cái quần đùi là size XL luôn đó nha. Đây cái quần jean dài nè, quần jean dài cho Nhã Phương nè, tao bỏ trong cái bài này luôn. Nhức nách đủ mấy, nhức nách nè. Tối mai là em nghỉ nha mấy chị, tối mai là em không có like. Đợi những tin hỏi em từ bữa xe em không like nha. Ok gái nè, ok. Đâu đâu, tao thấy đâu. Đây, quả lộn đây. Nguyễn Trúc Hương đâu bay. Đây em xả mấy cái này luôn nè. Đây bỏ bì đây chứ, cái bì của nó đỡ đau mất hồn. Bông tai gì tao bán. Còn tai đẹp không? Đây. Muốn lấy sợi về bán nhưng mà sợ mấy bạn không thích quá à. Mấy bạn không thích bông tai. À vậy đâu này em bán bông tai rồi gì đâu. Đây cái set này mấy nè. Set giùm em nha. Đây. Trời ơi set này cưng lắm luôn á. Đây cái form áo nè. Nó có cái nịt nha. Đây cái form như thế này nè. Đó. Nó hơi xòe bên dưới này nè. Với lại cái chân váy Alexis này em để cho 80. Alexis này em để cho 80 nha. Đây. Cái chân váy này là tầm khoảng. Nhưng mà em thích bông tai. Bông tai rất trấu lắm. Tại em thích. Đồ mẹ để không nhớ rồi mà biếu. Báo bông tai nên xin lậu á. Biết giao cho ai. Bông tai chị mua chị mang em ơ. Đây chân váy này, cái này size M nha, nguyên set. Nguyên set size M giùm em. Nguyên set size M nha. Hơi bị đẹp luôn. Quần xám dài là quần nào em? Hết rồi. Hết quần xám dài rồi em yêu. Không nhớ. Tao không nhớ đâu. Cái set này này đẹp lắm. Nhưng mà bà chị bà mặt bị rộng mất. Ừ, hồi ấn đậu mẹ rấu lắm. Mày tao thấy nó rấu. Tao thấy nó bán mà tao thiệt, tao tức á. Đây, cái set này nha, cái set này ai lấy. Ok, ngày mai em sẽ nha, giờ đeo hàng quá, sớm giờ em like. Em nói dữ quá, em đeo hàng mất hồ. Còn quần xuông giờ chỉ còn size M với size S thôi mà em. Hot size L rồi, size M với size S nha. Đây, cái set nè. Trời ơi bà chị kia bà thích gì đâu luôn mà mặt sai, mặt nó bị rộng. Cái này ai mà tầm khoảng 50 cho đến 53 kg là mặt đẹp nha. Dưới 50 kg là mặt không đẹp đâu. Em nói trước. Dưới 50 kg là mặt không đẹp nha. Đây cái áo nè. Áo là áo vest giùm em. Đây. Trời ơi bị đẹp luôn. Alexis này em đổi cho 50 nha. Alexis này em đổi cho 50 ngàn.
Alexis nè, em đổi cho 50 ngàn nha. Trời ơi, xinh quá trời quá đất nè. Xẻ đồ là chủ nhật em xẻ nha. Xẻ đồ là chủ nhật em xẻ nha. Chủ nhật mấy đứa nó nghỉ nhiều á. Thường thường em xẻ thì em xẻ cuối tuần. Người ta nghỉ nhiều, người ta xem coi like nhiều. Xét vét nha, xét vét giùm em. Trời ơi, trong váy này dễ thương lắm. Xẻ có 50 ngàn à. Có 50 ngàn à mấy nàng ơi. Có quần trong nha, ngồi sau nó bao chung nhẹ nè. 50 cho đến 53 cưới mặc đẹp giùm em. 50 đến 53 cưới nha, đỡ em lấy cái quần ống suông cho. Rồi tôi lấy cái quần ống suông cái đẻ. Trời ơi, quần ống suông nó đẹp nhất nói luôn á. Đây. Ừ, chờ em xíu nha. Tao tên em trong cái bao nào hả em? Đây. Ống suông nè, cái này em để em đổ tới 100 lượng. À lấy em đợi em đem bớt cho 10 ngàn em thiệt. Cái quần để mua như không dưới 300 đâu em thiệt sự luôn. Mua không dưới 300 đâu cái này. Cái này size S nè. Cái này size S nha, quần ống suông. Cái này là nó kiểu của nó luôn, không phải tự, không phải mình xí đâu nha. Đây, ống suông giùm em size S. Size S giùm em. Cái này mấy chị đừng có nghĩ nó ngắn, đây em đỡ tới nách em nè, cái chân em nè. Đây. Nó tới mấy cá em luôn á. Em đỡ tới nách nha. Nó tới mấy cá em luôn nè. Bà nào mà chụp street tie á, mặc mang những cái đôi giày vô. Đó, mang những cái đôi giày vô là mặc cái mấy cái này cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đẹp kinh khủng. Size S nhưng mấy nè, size S giùm em. À lái của mình em là quần size S. Em đỡ 90 ngàn. Mấy cái này em không có bớt được nha. Tại cái này khách mua cao lắm, em không có bớt được. Rồi. Bị con nỉ đi nữa nè. Ồ, tôi thường xẻ đồ xẻ tôi còn xẻ chủ nhật không mà. Đây quần này ai lấy em đổi cho 20 nè. Quần rin đùi nha, size M giùm em. Rin đùi size M giùm em 20. Đùi 20 cái giùm này mấy nàng. Cái giùm này xinh lắm. Đây. Ai lấy của mình đây là giùm đỏ giùm em. Mặc y chang như cái váy luôn. Hôm bữa cái này em có cái vàng nhưng hình em bán rồi hay sao á. Đây. Trời ơi, cưng gì đâu luôn. Thôi Trang Quý bỏ nha. Sao vậy, Trang Quý đẹp mà. Trời ơi, Trang Quý đẹp muốn chết luôn á. Nè, ai lấy Trang Quý em đổi cho 20 ngàn. Trời ơi, đổ cáo nó 30 cũng được. Trang Quý đẹp mà. Đây. Trang Quý là vải dạng như vải xô á mấy chị. Vải xô giùm em. Đây. Trời ơi, trong váy vải xô giùm em nha. Ai lấy em đổi cho 20 size M. À em đổi cho 30 thâu. Đổi 50 tậu nó. Đây giùm đỏ nha. Từ em coi cái eo thử hả. Cái eo này chị hơi rộng một xíu như chị trên bên. Nhưng mà có cái dây này mà chị cột lại là ok nha. Giùm đỏ 70. Đỏ 70 nè. Áo này. Cái này là nói trước nha, cái màu xanh mà cái màu xanh cổ điển á. Cho nên máu nhìn vô là nó sẽ nhìn nó hơi cũ, nhưng mà cái màu xanh đây là hàng mới nha. Nói trước chứ đỡ. Mấy công. Đâu ta. Tùy vô. Sợ thấy. Em bán nhiều đồ mà. Khách cứ chơi cũ. Nhưng mà em nói là mới, hàng mới á. 30 nè. Tại mấy cái màu cổ điển là nhìn nó giống cũ lắm. Đây.
bao mới cho bà luôn. Nè cái dùm này mặc vô y chang như cái váy luôn. Cái dùm nha, cái dùm dùm em. Ngoài sau nè, cái này có mút ngực luôn. Cái này có mút ngực luôn nha, dặn yếm á. Bỏ là bỏ ship ly, bỏ ship ly dùm em. Cái này có dây cột 70 ngàn. Có dây cột nha, 70. Quên, sorry nha, em quên, em đi đường láo hoài luôn á. Em mới chiều em đi lên Phú Tài nữa nè. Quên, mai nha, hứa, hứa mai giao. Hứa nha, hứa hứa hứa. Rồi ai lấy zoom của này em bị zoom nha. Em bỏ ra nè. Có cái máy tiệc nè. Ok, chị trên dân. Trời ơi thiệt. Nhiều khi ship đồ ngơ ngớ mấy vị ơi, không nhớ. Nhớ người này là quên người kia à. Ok nè. Nhiều khi em cũng quên luôn á. Từ sáng tới chiều không ăn. Quên ăn á. Cái là 1 giờ sáng nhớ cái ra càng ăn nó mập. Vậy đó. Đây cái váy nu nè. Cái váy nu này mua em style nha. Đây ai lấy cái nu này cùng em nè, nu nè. Nu giùm em nha. Ai lấy nu là nu. Cái tay nó dễ thương lắm. Cái tay đây là tay phòng nha. Có hai nút nè, tay phòng giùm em. Phòng hai nút. Đó. Đây gì cái phông bên dưới nè, cái này size M nha. Cái này có hai hộp nút nè. Size M giùm em. Trời ơi phông này. Nó nha. Ok ok lên cái nhà nào. Bà nhiều nhà quá à. Tôi không biết cái nhà nào tôi ship hết trơn á. Đây. Đây là tay phòng nha, nó ôm như thế này nè. Đó phòng lên. À lấy cái này của mình em là váy nu. Váy nu này em đổi cho 90. Nu 90 nha, size M. Size M. Nu 90 size M này. Trời ơi. Nhớ, cái đầu đây là đầu nhớ lúc nào cũng nhớ trơn á. Nhưng mà đi là quên à. Nhà mới là nhà bào bè. Ở nhà trong đường luồn nè. Nhà trong đường luồn hay nhà mặt đường. Đây, áo sơ mi caro lộn sọc giùm em. Áo sơ mi sọc nè. Đây là tay phòng nha. Cái này là tay tiểu thư phòng giùm em. Tay phòng tiểu thư. Sọc giùm em nè. Ok ok. Đây sọc giùm em nha. Sọc tay phòng tiểu thư. A lám đợi với 30 ngàn. A lám sọc là sọc giùm em. Sọc. Sọc đen. Đây sọc xanh nè. Sọc xanh là phông rộng. Sọc xanh là phông rộng giấu quần nha. Ok ok nàng ơi. Ngày mai tôi không nhớ nữa đâu. Lộn, ngày mai tôi nhớ nha. Ngày mai tôi nhớ. Đây sơ mi sọc, sọc xanh giùm em. Cái này là phông rộng giấu quần nha. Tay dài giùm em, phông rộng giấu quần. Mấy cái sơ mi này mấy chị mặc đi đi học, mua đi học là ok luôn. Sơ mi rằng nè. Sơ mi rằng giùm em. Hồi trước em có một cái gì sao á. Em nhớ là em có một cái cái như này nè. Chờ em xíu nha, em gạo nút lại cái ạ. Đây sơ mi giùm em. Cái này là vải lụa. Cái này vải lụa nha. Đây. Trời ơi cái này mà mặc khở hở ra nha. Mặc khở hở cái ngực ra là bao đẹp luôn. À lái sơ mi của là sơ mi giùm em nha. Sơ mi rắn. À lái của mày là sơ mi rắn giùm em nè. Cái này phông rộng nha. Phông rộng giấu quần giùm em. Đó. Mặc có cái beo vô nha. Mặc con đùi. Mang cái beo vô. Bao xinh luôn. Sexy cực kỳ. Đây sơ mi nữa nè. Rộng. Sọc đen phông rộng. Tay phòng.
Đây. Cái này ai lấy em đổi cho Nam mua luôn này. Sơ mi đồng giá dùm em nha. Cái này cũng Nam mua dùm em. Cái này cũng Nam mua dùm em nha mấy nàng. Nhưng mấy cái này đẹp. Cái này bao đẹp luôn. Không, 72kg không vừa đâu em yêu. 72kg không vừa đâu. Cái này tầm khoảng 55kg à. 55-56kg à. Ngực dưới 100 là vừa. Cái này ngực dưới 100 là vừa dùm em nè. Có bộ như này có bán. Bộ 80.000. Nhưng mà vải đẹp nha. Đây. Lưng nè. Em mà cái quần bên trong nha. 60-62kg vivu dùm em luôn. Đó. Còn bè nào cao trên mấy 60-65 thì 65kg luôn. Đó, thoải mái cực kỳ. Ngực em là 97. Mà nè, vivu luôn. Ây da, đau quá. Sọc đen như nhẹ phương nè. Đâu có vì của mày đâu ta. Chờ em chút nha, đây nhẹ phương đây. Trời ơi, bà nào chưa đủ đơn chọn thôi nha. Em chuẩn bị em tắt đơn, em tắt like rồi á. Chọn cho đủ đơn đi. Đây, sơ mi sọc dùm em nha. Cái sọc này hơi bị đẹp luôn á. Sọc vàng dùm em. Cái này sọc vàng dùm em nói mặc mấy cái này nha. Mà lên mấy cái form á. Đó, mặc cho mấy chị coi cái nè. Giờ nói mấy chị không biết đâu. Nhưng mà mấy cái sơ mi mặc rất đẹp. Mấy cái sơ mi là mặc rất đẹp luôn. Chờ em chút nha. Mặc là nó hơi hở vú ra. Sơ mi mà giờ mặc kín là nó không có đẹp đâu. Sơ mi này mặc kín nó không có đẹp chút nào hết trơn á. Ây da. Đây. Trời ơi, đẹp muốn chết, đẹp xỉu mô, 50.000 à. Lấy chị bớt cho 10.000 nha, 70. Ok chưa? Đây, sơ mi dùm em, cái này mà đóng thùng ha. Nhất nách dùm em luôn. Ai lấy sơ mi gọi là sơ mi dùm em nha mấy nàng. Sơ mi em đợi cái 50.000 à, rất rẻ. Mấy chị sang táo lên, nó đẹp hơn. Là xả cái áo xuống. Đó, sang lên gì nó gọn ghỉ. Đây, sơ mi dùm em. Mặc là nó như thế này nè. Đó. Mặc với cái quần cao cao luôn là hơi bị đẹp luôn. Cái quần đang mặc với là cái áo nè. Ai mà mập mập thì mặc mấy cái này dễ thương. Còn mà ốm như mặc rộng lắm. Đây cái áo nè. Với cái quần đan mạc. Em bộ cho mày nha. Ok gái này, đây cái quần đan mạc nè. Đấy. Thoải mái luôn. Em tôi hay ra nè. Mặc chút vậy thôi mà bượn mặc chút vậy thôi chứ không có mặc nhiều. Chờ em chút nha. À lấy sơ mi gọi là sơ mi giùm em nha, sơ mi mặc đẹp lắm luôn á. Đây ok. Đây quý này 70. Ok gái. Trời ơi, chút đơn cũng đường nha. Đây. À lá sơ mi gọi là sơ mi dùm em nha. Sơ mi có 50.000 à. Rỉ rơ. Ủa cái quần này đẹp nè. Cái quần này dưới 55kg dùm em, tầm khoảng 53kg thôi. Quần ống rộng lẫn dùm em. Quần ống rộng lẫn nha. Cái này dặn lẫn nè.
Ông rộng lượng giùm em. À lấy cái quần này em đỡ cho 30.000 luôn. Ông rộng lượng giùm mấy nàng, ông rộng lượng. Đây. Nè mua 3 ký quay đầu. Chứ tại trên này nó hơi cứng. Cho nên là ai tầm khoảng 53 ký thôi mặc được. Đây. Ok gái nè. Hai cá không quên là ở đây. À lấy quần gọi là quần nhan 53 ký bao vừa. Trên 53 ký là mặt chặt đó nha. Rồi xong. Rồi đau họng quá. Ôi. Mấy bà chờ tôi một chút này, bà nào có đơn á tôi tặng băng đô cho vui nhà vui cửa ha. Tặng băng đô cho vui nhà vui cửa nha. Đây. Ây da. Trời ơi đau quá. Chấm chấm lên đây tôi tặng băng đô nè. Bà nào nhanh nhất em tặng cái băng đô cho vui nhà vui cửa nha. Chợ mua gì đâu bán, đâu tặng mấy bè thôi chứ còn bán bao nhiêu đâu. Nhưng mà đẹp, em thích là em mua à. Đây. Hey. Băng đô này mấy chị mua ở ngoài không dưới 45.000 đâu. Không dưới một quả chết che rồi. Không dưới 45 đâu mấy nàng. Đó. Trời ơi cưng quá nè. Cưng quá trời quá đất luôn. Ai có đơn nha. Ai có đơn từ 100 đỡ lên em tặng cái bando này. Ghi giùm em cái mã. Ghi giùm em cái mã là ghi mấy cái chữ kin đi. Ghi mấy cái chữ kin nha. Đúng chính tả giùm em. Kin. Trời ơi dễ thương quá. Cái cài của em ta. Em có cài màu hồng nữa. Cài em nhiều lắm. Đó. Kin. Ai đầu tiên nào, ai đầu tiên nào. Trời ngày mai. Ngày mai phải mua cái bì nữa nè. Hết bì rồi. Hết bì rồi, hết rồi. Hết mẹ mạng ơi. Gửi giùm em cái đúng chính tả nha. Gửi giùm em đúng chính tả giùm em. Ai mà để ý là trên cái này nó sẽ có một hàng chữ là chữ kin nha. Đúng chính tả. Đây, từ 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 thấy đâu đây. Kim cho con quý nè. Tao mất rồi. Đây. Rồi nha, hết nha. Rồi bye bye mấy chị nha. Ngày mai nếu mà em rảnh em sẽ live trưa. Còn tối thì em không có live được nha. Tối thì em không có live được. Rồi mẹ bớt kinh lại đi. Con tặng mẹ cái đầu. Con dịu tao tặng riêng mẹ cái đầu nha. Tao đổi dành mẹ cái đầu dịu ơ. Đừng con mình làm gì nha. Em vẫn còn bán kem phay mặt. Cái này là em đang xài nè. Em đang xài, cái này nó lỗm sâu, em xài chắc gần 2 tuần rồi á. Đây. Mặt nhá lại. Đây. Em đang xài nha em. Da yeah, rất là ok luôn, rất mướt da. Yeah. Không, quý nha, quý đầu tiên. Em mới đầu tiên này. Khùng. Bên này nè. Quý đầu tiên em là mã
kiên in thôi, không có chữ g. Son nè, son gì chị bán lại cây này nè, đây nè, đây chị bán lại cây đây nè, đây cái màu này hơi bị đẹp luôn á. À lấy cái màu này comment em, cây này em đổi lại 70 nha. Đây mấy chị đợi cái cây gì đít nó nè, son chính hãng giùm em nha mấy mẹ, son chính hãng giùm em đây. Cái màu này là cái màu đỏ rượu, cái màu đỏ rượu nha, đỏ rượu giùm em. Ấy lộn, đây đỏ rượu giùm em. Cây này ai lấy em để cho 70 ngàn, mới tin luôn, em xài chỉ có mấy lần thôi, em xài mấy lần thôi nha. Đỏ rượu giùm em, cái son nó rất mướt luôn, nó rất mướt môi luôn. Cái hàm em xài là mấy chị biết, xài rất mướt. Mấy cái loại này nó không quá lì đâu. Em xài sao em không có mua mấy cái loại quá lì, tại lì quá nó làm cái môi mình nó bị khô nha. Mấy chị xài sao không được vậy? Không, không có son mini nha mấy gái. Đây son màu đỏ rượu giùm em. Nói chung là bà nào mà trang điểm đầu á, thôi một lớp đỏ rượu bên trong nhẹ thôi, bà bên ngoài chứ em bu ra là rất là đẹp luôn, sexy lắm. Nhưng mấy cái son đây mấy chị, đây nó sẽ động lại một lớp đỏ nhẹ bên ngoài nha, nó sẽ là đó, đỏ nhẹ bên trong giùm em nha. Đây nó sẽ không có bị bọt cái môi đâu. Nhưng mà mấy chị son á, muốn lì á nó dở lắm. Mấy chị son ra một lượt, bạm ra xong lấy khăn giấy á, bạm lại, bạm hai cái xong son lại lớp thứ hai, rất lì đó, rất là lì luôn. Đây hơi lì, nếu mà muốn lì son hai lớp nha, 70, son rất là êm, rất là mịn luôn. Đây chưa tính trong cặp em nha, chưa tính trong cặp em á. Đây nhẹ nhẹ bên ngoài em có 3 cây nè. Đó, nhẹ nhẹ thôi nha, bên ngoài em đang có 3 cây, chưa tính trong hộp trang điểm, chưa tính trong cặp này cặp kia, là mỗi cặp em có 1 cây rồi đó. Son nhiều lắm, nhưng mà thích, thích mua lắm, xài bao giờ hết trơn á. Trời em nói em có 1 cây mà em ưng dễ mang luôn. Cái cây hồi trước á, bè này mà có xài cái loại này nè, nó mất rồi ta. Bà nào mà có xài cái loại này nè, gì R&B á, chữ S chữ B I O thì sao á, nó mất rồi. Đây này, cây đây nè, em xài muốn cục cái cây luôn á, nhưng mà em vẫn thích cái màu của nó. Giờ em kiếm em không ra cái màu này nữa, kiếm không ra cái màu này nữa là mấy chị biết, xài cục luôn nè. Đó, dạng hết lên luôn rồi. Đây đó, trời ơi, thích lắm, đẹp. X-boy đẹp lắm. Nó son nhiều lắm, mỗi cặp mỗi cây. Rồi Alexon của mình em là son nha. Gì nữa không ta? Đây có cái váy đây nè, cái váy này là hàng siêu cấp giùm em nha. Trời ơi, váy này là em nói hả, mua tới 400 mấy lận. Đây, cái này là dạng cổ đổ nha, cái này là dạng cổ đổ giùm em. Cái phô bên dưới nè, cái này váy lụa nha. Ai mà tầm khoảng dưới 51 kg, dưới 51 kg thì lấy giùm em cổ độ. Ai lấy cái này em đỡ cho 150 luôn. Ai lấy em đỡ cho 150 luôn nha. Đây, là nó nhỏ quá. Trời ơi, xinh lắm luôn, có mút ngực nha, có mút ngực dài qua gối giùm em, dài qua gối giùm em. Cái này hơi bị đẹp luôn, mua mắt nhưng mà mặt có một lần à. Từ nay là em không có trao đổi trẻ nữa, nhưng mấy chị em chỉ bao lỗi không cho đổi trẻ chặt hay rộng giùm em, hay là mặt không dưới hay là mặt không hợp. Em nói lại là lần thứ N rồi đó.
nha. Nói lần thứ N rồi. Áo này, áo này ai lái em đợi cho 40. Áo này ai lái em đợi cho 40 ngàn nè. Áo này hơi bị đẹp luôn, có khó kéo người sao. Cổ là cổ vuông nha. Mặc lên là nó dạng cái áo lên như thế này nè. Đó, xanh lắm. Nó ôm bên dưới nó có mút ngực luôn. Cổ là cổ vuông. Đây, áo này ai lái em đợi cho 40 ngàn luôn mấy mẹ. 40 ngàn nhân cái tay của nó nè. Xinh lắm. Tay tiểu thư á, nó phồng dưới đây lên xong bò đây phồng xuống dưới. Ai lái em đợi cho 40 ngàn nha. Toàn bộ là hàng xốp hết dùm em, có mút vú, có khó kéo người sau luôn. 40. Rồi xong nha. Bye bye mấy chị.